siêu bá, siêu ngầu, siêu vip pro chính là tam siêu để miêu tả về khứa mên vừa đẹp trai lại còn xuất chúng ngày hôm nay của chúng ta. Giữa cái thế giới với những con người tầm thường hơn cân đường gói bánh cu đơ, thanh niên Takatu đã được tác giả đặc biệt yêu ái bạn cho một sức mạnh giết người không giao chỉ cần tào lao vài câu nói cũng đủ khiến các cụ đang xuất hết vai diễn. Mỗi ngày tới trường là một ngày vui hôm nay như bao ngày khác. Takatu ngồi trên xe buýt đợi nó trở tới lớp rồi vào ngủ tiếp mà thế méo nào đang ngủ say hơn chó con no sữa nghe thấy tiếng báo thức dậy đi ông cháu ơi ám ảnh vãi cả luôn vừa tỉnh dậy thứ đập vào mặt cậu là hình ảnh cô bạn tomochika đang ra sức đánh thức mình ngoài ra có một đứa bạn cùng lớp cậu nằm tắc thở trên sàn nhà còn một đứa bị biến thành que xiên bẩn chuẩn bị xin vĩnh biệt cụ cùng đứa kia tiện tay vừa lấy cái mix của bọn ca si nghiệp dư trong lớp trên sàn thánh nhẹ nhàng ném chơi chơi ai dè lại thành công khiến con rồng gầm lên đau hơn hoạn quan bị thiến cây cú bị cho một vố nhớ đời nó nổi điên khè lửa tấn công về phía anh làm nhỏ bạn tomochika hoảng sợ nhảy bổ vào người thanh niên Cơ mà ôm thì ôm thôi còn gì hai cái tâm hồn to tròn kia sát vào ngực người ta tính làm phân tâm tâm trí của anh dai nhà ta chắc. Mai thay khứa nhà ta có sức chịu đựng tốt kiềm chế lại bé họa mi nhà mình tiếp tục tâm trung tác chiến. Chỉ cần vài ba câu niệm chú thầm trong đầu con rồng cứ thế bị thánh đánh lăn ra đất chết nhe răng bất đắc kỳ tử. Xong xuôi thánh tiếp tục lôi máy chơi game ra xả sờ chết cho đỡ căng thẳng làm con bé Tomochika muốn nổi đóa. Hết trận thánh tắt máy ngồi nghiêm sờ túc nghe con bạn của mình kể lại đầu đuôi vụ drama này khi nãy chiếc xe đang được bác tài dân tổ lái điều khiển đột nhiên bị dịch chuyển tới một không gian trong xanh bao la bát ngát mọi người còn chưa định hình ra đây là xứ sở thần tiên trong chuyện cổ tích nào thì một ả tự xưng tên hiền giả sai lao vào khủng bố đánh úp ả đó trông xinh xinh mà cái tính nóng như kem liền cho thầy giáo bay màu vì tội dám có ý kiến với ả đâu chỉ đam mê giết chóc ả còn rất ngang ngược ra lệnh cho cả bọn nín ngay chỉ ả được sủa Trong bác tài xế lơ ngơ khiến ả ngứa mắt liền nhận ngay một slot đi bán muốn cùng thầy giáo Điều luật thứ hai đứa nào dám nhìn đều hay có ý kiến với ả à đều bị ban cho cái kết giống anh tài xế đáng thương cùng thầy giáo tội nghiệp. à thông báo với toàn bộ học sinh nơi này được gọi là dị giới và mọi người do ả à gọi tới tham gia thử thách ứng cử viên đại hiền giả. Hiền giả là gì hẳn mấy thím quy bu trả lạ thử gọi cơ mà còn mấy thím mới dấn thân vào con đường anime không đối thoát tôi xin phép giải thích sơ qua dư này. Tại dị giới đại hiền giả dẫn đầu mọi ngành nghề mọi sức mạnh hay túm cái quần què lại cho dễ hiểu đại hiền giảm có thể coi như là trùng đại boss ở dị giới. Đứa nào đạt được chức danh này khỏi phải nói cũng biết cao quý tới nhường nào rồi đó. Nói xong Sen bắn ra trùng tia sáng bao quanh cả chiếc xe, tất cả học sinh theo đó phát sáng mỗi đứa một màu giống hệt bảy sắc cầu vồng sau cơn mưa trời lại mưa tiếp. Mỗi màu sắc phát ra tượng trưng cho một nghề phù hợp với người đó, hiện tại những người có ánh sáng hẳn đã nhìn thấy bảng hệ thống chỉ dẫn ở trước mặt. Cái bảng hệ thống ấy tên Jeep chuyên dùng trên con đường leo danh lên chức vị hiền giả. Duy chỉ có bốn đứa cá biệt vô dụng không nhận được ánh sáng bao gồm Tomochika, Hứa mê ngủ say như chết và hai đứa hẹo luôn ở đầu phim Hưởng Dương chưa đầy nửa tập 1. Tomochika rất thắc mắc tại sao mình không có thứ ánh sáng đặc biệt kia thì à sai mỏ hỗn phang ngay câu do cô vô dụng chứ sao với chăng gì nữa. Những người bất tài giống cô ở thế giới này nếu xác định thành phế vật thì thà biến thành ra sức cho mọi người thu ma lực còn có ích hơn nó. Cả khịa hết đứa này tới đứa kia con mắm Sion rất hài lòng thông báo thêm rằng nhiệm vụ đầu tiên sắp tới. Nếu cả bọn muốn giữ mạng nhất định phải đánh bại đám rồng đang lượn lờ sắp đổ bộ xuống đây nói rồi à ta rời đi bỏ lại cả đoàn với tâm trạng hoang mang vô đối khứa tóc cam iazaki có năng lực dẫn dắt các học sinh liền đứng ra tự bỏ phiếu cho mình dẫn đôi kêu cả đám hãy hợp sức cùng mình một cây làm chẳng nên non nhiều cây trụng lại liền thừa nhiều cây iazaki muốn mọi người hãy viết đặc điểm công việc của mình ra tờ giấy để dễ bề phân chia nhiệm vụ mọi người cứ thế lần lượt xuống xe duy chỉ còn bốn người lạc loài ở lại trong khi tomochika vẫn đang cói gọi ông hoàng ngủ nướng chúa tể ngủ gật mai chính nhà ta dậy thì cu cậu tóc vàng kia trung hội với nữ chính tính đi theo bọn kia ra ngoài Ai đây vừa đi được nửa bước thằng cha tóc cam Iazaki đã chặn cậu ta lại. Hàn nhấc bổng hai cái ghế lên sau đó ném mạnh tới mức lún cả sàn như thế tuyên bố tao lại thách mày bước thêm một bước đấy. Thì ra bọn chúng cho rằng mang theo bốn kẻ vô dụng chỉ tổ làm vướng chân. Ốc còn chưa mang nổi mình ốc đâu rảnh mang cọc cho rêu giết nhầm còn hơn bỏ sót cho chật đấy bọn chúng muốn dùng bốn người làm mồi nhử dụ đánh lạc hướng đám rồng tới đây. Khi chỉ còn bốn anh em trên một chiếc xe buýt Kiryu đâu muốn ngồi chờ chết lập tức định phá cửa sổ ra ngoài. Ai ngờ chính hành động ngu đốt đí của gã đã dụ đám rồng tới xào xà ớt cả hai đứa diễn viên quần chúng kia luôn. Đại khái hiểu rõ tình hình mặt thánh lộ ra vẻ lo lắng tuy nhiên ổng lo ở cái trốn dị hợm này méo có sạc máy chơi game cho ổng thôi mấy má. Nhớ lại vụ con rồng khi nãy Tomochika có ý hỏi dò anh dùng chiêu gì xử lý nhanh gọn lẹ thế nhưng thánh vẫn giả ngu giấu nghề một mực khẳng định là do các cụ gánh còng lưng. Ra khỏi xe cả ba phát hiện có ba con chim lợn từ xa bay tới. Sao định ba thằng cờ hó này đã bỏ lại mình cùng ba đứa kia trên xe anh tính xử lý ngay tại chỗ nhưng bị chị vợ ngăn cản vì ai lại ra tay sát sinh đồng môn trước tấm lòng từ bi bác ái của con bé khờ khạo anh cố ý nhắc lại vụ nó bỏ mình lại làm mồi cho rồng để cô sáng mắt ra càng sớm càng tốt ba đứa kia vừa hạ cánh cái mỏ hỗ lập tức phát ra những câu khốn nạn tự vấn tại sao bốn đứa phế vật kia chưa chết hết còn hai đứa này định sống cho chật đất ư bắt đầu từ thằng mặt lợn béo ú ụ này hắn là một hồi phục sư mạnh ở khả năng hồi phục nhưng lại là một kẻ du hành Hắn tính đem thi thể có Tomochika ra biến thành xác sống phục vụ cho đam mê biến thái của mình, tuy nhiên bây giờ kế hoạch thất bại toàn tập khiến hắn rất cay cú. Tiếp theo tên gầy hơn Mo Lang này tên Rio xúc với năng lực cung thủ toàn diện, có thể sử dụng trang bị và các loại phép thuật cơ bản. Thằng cuối cùng Fukuhara xuất thân từ thuật sĩ có khả năng biến người thành zombie tùy tiện sai khiến. Vừa đứng nói chuyện với nhau chưa nổi đôi ba câu thằng nhóc gầy gò cậy mình có năng lực toàn diện cứ thế tung ra một quả cầu lửa bay lướt ngang qua người Tomochika phá vỡ cả tảng đá phía sau thấy nét mặt khó hiểu của anh khi thắc mắc tại sao mấy thằng cấp S có thể phát ra uy lực hơn hẳn trình độ của bọn cùng trang lứa. thằng mập béo đai mừng tưởng đâu anh rén rồi cái mặt theo đó lộ rõ vẻ khoái trí. nó yêu cầu anh muốn chết toàn thây thì hãy mau giao ra nữ thần Tomochika đời hắn. Tomochika bấy giờ mới nhận ra mình chính mục tiêu của bọn rẻ rách này lập tức lộ ra vẻ hoang mang rõ rệt. giúp người phải giúp cho chót anh đâu thể để cô bị ba thằng kia hấp diêm. hơn thế siêu thay cho bọn may chọn nhầm đối tượng để thị uy rồi thấy thanh niên giơ một ngón tay kèm theo câu nơi chết đi thằng béo daimo bật cười như điên hỏi anh làm trò con bò gì thế to mùm chế giễu anh vừa chơi đá xong bị ảo mà cho tới khi thằng vừa dính đòn chí mạng của anh hẹo luôn tại chỗ rồi mà nó vẫn miếu tin tới khi anh cho thằng bên cạnh xanh cỏ nốt nó mới tá hỏa dùng ma phép chữa trị được mọi vết thương của mình ra cứu cánh tuy nhiên chị một thôi một hồi mấy thằng bét phơ gen của nó vẫn bất động thì xác con miệng nó định hiểu ngay vấn đề để giải thích thêm cho hành động ngầu đét của anh khi nãy anh giải thích từ khi miệng còn hôi sữa thánh đã có trong mình năng lực giết người hoặc khống chế người chỉ với một câu nói té ra đám con rồng khi nãy đính thị do thanh niên niệm chúng hả takatu thật thà tiết lộ việc giải thích khá dườm già mà trong con bé tomochika có phần ngu ngờ đầu lốt lâu hơn mạng 4 g ở vùng sâu xa nên thánh mới méo thèm giải thích nói đúng lại còn nói to tomochika dù hơi quên nhưng cũng hết đường phản pháo trước sự thật nghiệt ngã đột nhiên tên mập kia giả bộ cam tức vừa chửi vừa áp sát thanh niên với ý định đánh lén hèn hạ ai dè vừa gần tới nơi thánh liền ra lệnh cu em mau dừng lại ngay đừng có nóng vội rồi hại thân nghe cho rõ đây anh ngoài năng lực một câu chết luôn vô đối còn kèo theo sự nhạy bén có thể phát giác ra bất kỳ đứa nào có ý địch tiểu nhân đánh lén điển hình như cu em chẳng hạn bị vạch trần mục đích thằng kia khóc thét tại chỗ chơi dư này thánh đi mà chơi một mình đi méo ai chơi lại nổi với thánh cái đấy anh biết nhóc con nhà ngươi khỏi cần lo chuyện bao đồng trước tiên anh muốn biết lý do tại sao tụi bây thuộc dạng máng mương tại sao sức mạnh tung ra lại ngang ngửa thủy điển cái này phải vòng lại quá khứ một chút thực ra bọn chúng đã có kinh nghiệm du lịch trong game này một năm do bị triệu hồi tới giết ma vương khi được triệu hồi về chúng nhận ra những gì mình vừa trải qua ở dị giới chỉ cách vài tiếng ở thế giới thực moi xong thông tin takatu tính xử nốt thằng này đi cùng hai khứa kia cho đủ đội mình thằng mập nhát chết liên mùng cầu xin nữ thần ơi cứu bé cứu bé nhưng hiện tại cô đã nhìn ra bộ mặt khốn nạn của tụi nó có ý nhắm tới mình nên liền giả điếc đéo ke giao mọi quyền quyết định cho đấng cứu thế takatu hoảng sợ tột độ thằng mập lôi ra chiếc vòng sai khiến đeo vào cổ mình sau đó xin làm nô lệ của chị đẹp Tuy nhiên cô nào có nhu cầu nuôi báo cô nên đành chuyển quyền chủ nhân qua cho Takato. Đen theo thằng nhiều chuyện này chỉ tổ vướng chân thương tình tha cho hắn một mạng điều khiển hắn qua rừng ma thú đường chơi. Ủa rồi là tha giữ chưa hả cha? Đặc biệt hắn còn bị anh moi hết toàn bộ đám vàng bạc châu báu tích góp bấy lâu mà chẳng dám ho he ý kiến. Nguy hiểm qua đi Tomochika có ý hỏi anh tại sao lại bảo vệ mình trong khi cả hai có mấy khi giao tiếp với nhau trong lớp đầu. Câu trả lời khó quá trời khó thanh niên đứng ngẫm nửa tiếng chưa nặn ra. Tomochika sốt ruột gợi ý kiểu như lẽ nào cậu có tình cảm đặc biệt với tôi từ lâu bây giờ mới có cơ hội dùng hành động thay lời nói thổ lộ. À ra rồi thánh vui mừng gieo nên lý do có lẽ. Vì khi nãy Tomochika ôm thánh có chạm hai cái tâm hồn kia vào người thánh mới giúp thánh xác định cô hẳn là người tốt nên mới muốn bảo vệ cô an toàn. Nói mà cái mặt tỉnh bơ luôn đúng thằng đàn ông nào cũng y xì nhau máu dê nhiều hơn máu não. Bên này tại một lâu đài âm u ma mị đang say giấc nồng sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt các người chơi mới tên thuộc hạ Yuichi đi tới thông báo với cô nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành với bốn kẻ bỏ mạng. Sion chặt lưỡi bốn đứa dân thường kia cô biết sẽ chẳng làm nên trò chống gì mà. Nono no, kẻ chết chỉ có hai đứa vô dụng thôi còn lại hai thằng cấp S do anh nhà sử. Nhưng bọn chúng tìm mãi chưa ra lý do mất mạng, chưa biết cả hệ thống sắp phải đối đầu với một con quái vật cân tân cả phim. sen vẫn rất vui vẻ đánh giá vấn đề bởi cái chết đầy khó hiểu của hai tên kia không có gì đáng lo có thể do lỗi hệ thống gây ra hiện tượng lạ. Sau một ngày cuống bộ đầy vất vả đôi trẻ thành công tới thành phố mọi người tụ họp. Tomochika gấp rút lôi thanh niên chậm như rùa bò chạy tới cổng thành trước khi nó đóng lại hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên tiếng nói của mấy ông này lạ quá cô nghe cứ như vịt nghe sấm cho tới khi tên cấp cao biết nói tiếng Nhật tới nơi đàm phán với hai người. Hắn ta phụ trách việc đón tiếp hiền giả vào cổng miễn vé nhưng hắn xin từ chối lời nhờ giới thiệu vài căn homestay xịn sò của hai người vì việc này không nằm trong phận sự của hắn. Nhưng nếu một mình Tomochika tình nguyện hắn sẽ cho cô tới tá túc tại phòng mình một đêm xuân sung sướng, khôn dư mày chỗ tao nhốt vào chuồng hết cả rồi mỡ ấy mà húp cô mau chóng lôi anh đi vì sợ ở thêm lúc nữa thánh sẽ cho lũ này xanh cỏ hết vì tội dám dụ dỗ con gái nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật ra tới chợ quang cảnh nhộn nhịp độc lạ đã thu hút sự chú ý của cô nhìn tộc thú nhân tưởng chừng chỉ có trong mấy bộ anime chuyển sinh bên out trình nay được chứng kiến tận mắt nhỏ thích lắm nha đột nhiên có cô gái tộc thú nhân cụ thể là nhỏ mèo mireu tới gần bắt chuyện sau khi biết hai thuộc đội ứng cử viên hiền giả liền lộ ra rõ vẻ ngưỡng mộ gian man ngỏ ý muốn đưa hai cô cậu tham quan một vòng cho đỡ bỡ ngỡ với số tiền bóc lột được từ thằng mập Tomochika hào hứng chốt đơn cả buổi tới tối muộn mới chịu ra về. Ai rè đi tới nửa đường bị con mèo phản bội gọi ngay đồng bọn đầu trâu mặt ngựa ra chặn đường cướp của. Chúng biết hai người thuộc dạng phế vật nhưng có rất nhiều vàng bạc nên muốn anh nôn hết ra cống nạp cho mình. Bình thường bọn có gift bành trướng ở đây khiến chúng nép vế nên chúng đành nhắm tới đối tượng đại gia ngầm tầm thường như hai anh chị. Lo sợ tụi bất lương này phải nhận cái kết đắng hơn mật gấu Tomochika lên tiếng kêu tụi nó mau chạy đi chờ Cộng Hòa. Takatu trông giống công tử bột thế thôi chứ khứa ao trình lắm đó cho rằng cô đang to mùng nói phét ả mèn cười diễu cợt cô đang ảo tưởng sức mạnh chắc gif còn không có thì làm được cái vẹo gì chẳng những không chịu rút lui ả còn ra lệnh cho đồng bọn đánh nhanh thắng nhanh đỡ mất thời gian không có làm mà đòi có ăn chỉ có ăn đờ bờ ăn xê nhé ngay tức khắc thánh niệm chú kêu bọn đằng sau chết đi làm cả bọn lăn đùng ngã ngửa ra đất chứng kiến hành động nhanh như chớp của anh đám còn lại bắt đầu sợ toát mồ hôi dựng cả lông chân thằng mặt báo đứng gần nhất bị anh xử tiếp theo dù biết đang ở trong game nhưng sát sinh quá sẽ tội lỗi lắm tomochika từ bi bác ái khuyên anh nên nương tay với chúng nghe lời vợ thánh thử chuyển từ giết chết sang tấn công từng bộ phận một do lần đầu còn hơi bỡ ngỡ thánh vẫn lỡ tay đánh đối tượng lần hai vẫn giống lần một cho tới lần ba thánh mới thành công chọc mù mắt một gã khiến hắn gào khóc đau đớn tuy nhiên chơi kiểu này mất thời gian vãi thánh đành cho cả đáp đi đáp mộ cùng nhau trừ bé mèo cùng tên đầu đàn kẻ tức thời mới giữ nổi mạng nhận ra mình vừa chơi dại chọc vào một tên quái vật Mi Mai O bày ra vẻ mặt khổ sở khóc lóc cầu xin xoái ca tha cho em gia đình còn em nhỏ cha mẹ già chờ mang cơm về tiếp tế. Kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác lý do to hơn lý chấu anh không thể dung túng cho lũ bất hảo này. Thấy anh ra tay mà chưa hề hấn gì bọn chúng tưởng ma phép của anh đang bảo trì lập tức ba chân bốn cẳng chạy hơn chó đuổi. Cơ mà bọn chúng chưa hẹo này do anh lương tay muốn chúng sống thêm vài phút thôi. Ngay khi chúng chạy được một quãng cả hai lăn đùng ngã ngửa ra đai trong sự hối hận muộn màng nước mắt tuôn rơi trò chơi kết thúc vệ binh từ phía sau đuổi tới kêu cả bọn mau theo ta về đồn uống nước chè giải trình về vụ việc vừa xảy ra thì ra tụi này đứng đó quan sát nãy giờ nhưng méo ra giúp vì tính dùng hai người làm mồi nhử dụ chúng đem đi bán sau đó bám theo lần ra xào huyệt ai dè còn chưa nắm được bằng chứng lập công xóa sổ băng đảng bắt cóc đã bị anh ra tay dọn đường trước hiện tại đội trưởng muốn dẫn anh về đồn điều tra làm rõ cái năng lực độc nhất vô nhị kia chị ta còn tỏ vẻ điếu sợ bố con thằng nào ngay cả cái sức mạnh quái vật của anh vì đã có hiện giả ban phước bảo vệ nói nhiều vô ích thánh tính xử nốt tội này cho gọn gàng thì đột nhiên cậu trai tóc hồng lên tiếng thông qua xác định hai khứa này không có năng lực để tạo ra hiện trường tàn khốc này như một cú tự và sau những câu nói buộc tội vô căn cứ đội trưởng tức giận hạ lệnh rút quân chỉ có khứa tóc hồng tội nghiệp ở lại dọn dẹp hiện trường xong phải giới thiệu nhà nghỉ cho hai đứa coi như bù lỗi nhìn căn nhà nghỉ xa hoa lộng lẫy tomochika không khỏi thốt lên thiên à giống lâu đài cá trong khi mẹ đã nhìn thấy lâu đài ngoài đời bao giờ đâu mà nói như đúng rồi Lúc đặt phòng thánh nhà chúng ta hỏi cô muốn ở chung phòng không làm bé muốn đấm thằng cha tà giam này ghê. Vào phòng cô cứ nghĩ mãi về chế mên tự hỏi ổng có tình ý gì với mình khung ta hay chỉ vì hai quả bưởi đẫy đà mềm mại của mình nhỉ. Bỗng một bóng ma áo trắng mặc trang phục cổ Nhật Bổn xuất hiện dọa con bé nhát cái hãi đen mặt như cái đít nồi, cứ tưởng tới nơi dị giới này bị một hồn ma vất vưởng hợp tuổi theo đuôi. Nhưng thực ra hồn ma này chính là tổ tiên của gia tộc nhà cô tên Moko có nhiệm vụ phải đi làm cu bảo vệ tụi con cháu 24 trên 25 ủa sao khi nãy nguy hiểm ngập trời mà bà khum ló mặt ra vậy bà cô hồn ma thành thật đáp lời bà cũng sợ cái năng lực trâu trò của anh ra nhà ta lắm lỡ chưa kịp giải thích đã bị khứa hiểu nhầm cho một câu đi đầu thai luôn thì toang đó là lý do vì sao bây giờ cô ở một mình bà mới dám xuất hiện nhờ cô ngày mai nói rõ với anh cho bà đỡ sống trong nơm nớp lo sợ bà cô hồn ma tiết lộ thêm việc cô không xuất hiện năng lực thăm ngàn do mình kiềm chế cả đó vì nếu lộ ra năng lực mạng sống của cô sẽ bị bọn hiền giả nắm giữ Nhiệm vụ của bà kể từ bây giờ phải bảo vệ cô bình an trở về nhà và cũng hứa dạy cô bí kíp võ thuật bí truyền của gia tộc giúp cô thoát khỏi kiếp vô dụng. Do tối qua bị Muko lôi ra đi đường quyền hơi quá nên sáng nay Tomochika thức dậy với nét mặt ủ rũ thiếu ngủ trầm trọng. Giá mà lộ trình thành thơi ngồi chơi sơi nước được thì anh cũng cho ngủ nướng thêm xíu nữa nhưng do thời gian gấp rút bọn họ càng sớm lên đường càng tốt. Lần này để tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra thắng thuê ngay một cô hướng dẫn viên chuyên nghiệp điều tra rõ ràng vị trí của đám bạn cùng lớp. Người có tiền muốn gì chẳng được cô gái đưa ra hai chiếc vé siêu từ tối qua đồng thời còn chế cho anh cái sạc máy chơi game quý giá. Trên tàu tới thành đô hồn ma bà cô cứ phàn nàn mãi về vụ ngồi chung ghế với cô chật quá bắt cô phải sang kia ngồi với thanh niên do bà vẫn khá ghen thánh nhà ta. Tomochika ngoài mặt tỏ ra khung được đâu nam nữ thụ thụ bất thân kia mà nhưng khi anh lên tiếng rủ dê liền phi thân qua đó ngay lập tức. Trong lúc cả hai đang ngồi chơi mỗi đứa một trò bất ngờ thánh đè chị đẹp xuống ghế. Cơ mà chỉ do thánh muốn giúp cô thoát khỏi ám khí vừa đâm phải toa tàu chứ chẳng có ý tà dăm gì đâu nhé đừng hiểu nhầm có tiếng không có miếng tội cho thanh niên lắm bên này tại nhà giam hoàng cung tên cướp hôm qua bị anh phế mất hai con ngươi đang được đám vệ binh nhờ hiền giả lên chữa trị với bản lĩnh sử dụng ma pháp chữa trị ở mức thưởng thừa cô ta tự tin bất kỳ vết thương nào qua tay ả đều lành như chưa từng dính trưởng ấy vậy mà lần này dù có chữa kiểu gì cũng không được liền còn được mang danh là hiền giả ma cà rồng vì dòng máu trong người cô có thể làm cường hóa bất kỳ ai chỉ cần dính phải máu của cô đổi cách chơi lớn hơn cô bắt đầu truyền máu cường hóa tên cướp nhưng vẫn không ăn thua lần đầu tiên gặp phải ca khoai cực khoai liền đang chưa biết phải dùng cách nào nữa thì bất ngờ ở cửa xuất hiện một thân ảnh mang đầy địch ý qua xác nhận hắn ta thuộc lớp anh hùng tới đây lấy mạng đám hiền giả giả nhân giả nghĩa tàn bạo độc ác không cho ai kịp chuẩn bị ên lao lên chém vô số nhát kiếm về phía lên tuy nhiên dù năng lực của anh có mạnh tới đâu cũng không so bì được với năng lực phục hồi của ma cà rồng nhìn thấy lên dính vô số nhát chém của vẫn nhơn nhởn đứng đó ên tức giận triệu hồi kiếm thánh cho nổ tung căn cứ của cô ta bên này sau nhát đánh lén toa tàu của anh và cô cứ thế bay màu tan tành thực chất pha tấn công này chỉ là nhát kiếm đi lạc của một vị hiền giả đang đấu nhau với con quái vật xâm lược tên aggressor bọn xâm lược trong bộ dạng các con robot khổng lồ với năng lực không kém cạnh đám hiền giả tự xưng mình là mạnh nhất đang combat đầy kịch tính với kẻ xâm lược tên hiền giả đột nhiên chĩa mũi rùi tàn sát những người dân vô tội trên tàu khiến họ chết như ngả dạ bình an bảo vệ tomochika sau cú tấn công bất thình lình của tên hiền giả anh chất vấn hắn tại sao lại đổ sát các sinh linh vô tội như thế còn phải hỏi ư lũ dân đen ngu ngốc nhìn thấy hiền giả nhưng không thèm hành lễ nghi thức tối giản của thế giới này tụi nó cũng không biết thì chết chẳng oan cái mồm hại cái thân ngay tức khắc hắn bị anh giai nhà ta niệm chú cho chết không nhắm mắt bên này cú nổ của ên lớn thì có lớn ấy nhưng so với lên nào đủ gãi ngứa cho cô hoàn toàn lành lặn đứng sờ sờ trước những cú tấn công chí mạng của anh hùng cho nó quậy thế đủ rồi à chẳng buồn đấu thêm thẳng tay đá đít thằng cu quốc khỏi lâu đài bên này sau khi chứng kiến năng lực ngang với đấng siêu nhiên tên robot sợ hãi xin anh đỉnh chiến nó xin phục tùng mọi mệnh lệnh của anh chỉ để đổi lấy cái mạng quành của mình Cuộc giao kèo khá hợp lý vì anh cũng đâu có ý định giết hắn. Đơn giản thôi, nhớ cái sạc máy chơi game ở nhà lắm rồi, anh muốn nó đưa mình về nhà càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên do không biết gì về thời đại 4.0 của anh nên nó đành lực bất tòng tâm. Nó chỉ có thể trở về thế giới của nó nhưng với cái năng lực ao trình toàn server như anh nó đâu có điên mà vác mối họa về cho đất nước. Thế giới này ở tầng thấp nhất, để leo lên cần tọa độ thế giới gốc và một năng lượng khổng lồ mới có khả năng thoát khỏi cái lồng chim của bọn hiền giả. Tối hôm đó đi xem xét tình hình toa tàu bị phá vỡ, đám quân đội phát hiện xác của tên hiền giả chết bất đắc kỳ tử đang nằm thẳng rãng ở đó. gấp rút thông báo cho bề trên vì cách thức chết của tên đó giống hệt với bọn bất lương hôm trước. Nghe lên nói vụ này nghi ngờ do Takatu gây ra, A Sion nhất quyết phủ nhận vì một đứa tầm thường hệ thống còn không có cái nịt có năng lực thần thằng ấy là một kẻ đang nghi giết nhầm còn hơn bỏ sót lên nhanh chóng cho triệu tập đồng bọn tiến thẳng tới chỗ anh chị nhà ta. Sáng hôm sau hai người tiếp tục cuộc hành trình đi trùng phùng với đám bạn cùng lớp. Trong lúc con bé Tomochika cứ mải mê ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ thì thánh nhà chúng ta phải gánh còng lưng khi liên tục bị đám đầu trâu mặt ngựa theo dõi bắt buộc phải xử chúng. Quay lại thấy đám xác chết chất đống Tomochika không khỏi sốc ngang vì cả đoạn đường nhỏ có phát giác ra động tĩnh gì đâu. Nhận thấy anh có đôi phần mệt mỏi cô thắc mắc liệu năng lực của anh có bị hạn chế bao giờ không kiểu như giới hạn được dùng bao nhiêu chiêu một lần. Cái này khi tôi dùng sẽ mệt xỉu xíu hoi còn lại thích giết thằng cờ hó mặt lợn nào bất kỳ lúc nào cũng đều ra tay được hết má đỉnh nha kiểu này cô cứ bám đuít anh chắc chắn có thể bình an về nhà ăn cơm mẹ nấu tới khách sạn cô hướng dẫn viên giới thiệu cả hai nhanh chóng đi vào làm thủ tục đặt phòng liền suýt xoa liên tục vì độ tranh xả quý sơ tộc ở nơi đây trong chốn xa hoa này cả hai không ngờ lại đụng độ người quen là thằng cha tachibana năng lực có hạn tự luyến có thừa ở lớp mình cô khá bất ngờ khi hắn không đi thăm ngàn cùng cả lớp mà lại ở đây lập dàn harem ăn chơi sa đọa đã vậy mấy nhỏ harem còn tỏ ra ngập tràn sát ý khi thấy một cô gái bất ngờ tiếp cận chủ nhân của bọn họ Ủa rồi có ai thèm làm tiêu đây đâu tưởng thánh này báu lắm chắc cô chẳng có gu chơi chung chồng đâu nha. Bình thường tháng nhà chúng ta tới lớp chỉ như chuyển địa điểm khác để ngủ thôi nên chẳng bao giờ có ấn tượng với các thành viên trong lớp. Giới thiệu nhanh gọn le qua cho anh hiểu thằng cha này sinh ra trong gia đình khá giả cùng độ điển trai hơn vạn người dưới một người chỉ sau nam chính. Ngay từ bé chẳng hiểu hắn tung ra bùa mê thuốc lú gì các cô gái hắn tán tỉnh cứ đổ dạp đứa đử dưới chân vừa như không thấy mấy ánh mắt ngập tràn sắc khí của dàn harem cha này ngỏ ý gạ gẫm cô làm gậy anh đi thích gì anh mua cho nấy làm cô hóa đá ngay tại chỗ đậu xanh thằng nhóc này sợ thiên hạ chưa đủ loạn chê cô sống lâu quá hay sao mà dám mang tính mạng cô ra đủ cợt thực ra cha này sát gái chính là nhờ vào năng lực thao túng tâm lý trở thành cu ly sai và trung thành tuyệt đối với hắn nhưng dàn harem này chắc hẳn cũng là do cái trình thao túng của hắn làm lên Quay trở lại với chủ đề chính Tomochika vẫn rất ấm ức về vụ mọi người đang cày cuốc bục mặt ở rừng nguyên sinh mà thằng này lại được ở đây ăn chơi hưởng lạc cùng dàn gái xịn sò so đỉnh của chóp. Bị bắt bẻ nhiều quá cũng mệt hắn tiết lộ tối hôm đó cậu bạn Otori tới tiết lộ hậu quả nếu cả lố không có ai trở thành đấng hiền giả có thể bị biến hết thành gia súc. Ở đây chỉ có mỗi cha này có tài mê hoặc lòng người Otori gợi ý hắn hãy mua thật nhiều nô lệ với giá rẻ nhất. Nếu nô lệ bị anh thao túng tâm lý đánh bại được quái vật thì kinh nghiệm chiến đấu của gã theo đó như diều gặp gió cứ thế tăng lên. Còn việc tại sao Otori lại cho hắn lời khuyên đơn giản vì cậu ta đang cứu lớp và cũng như cứu chính mình. Được tán thưởng nâng lên tận trời cao mê xanh Tachibana tự luyến khẳng định hắn chắc chắn sẽ trở thành một vị hiền giả tài ba ghi danh vào lịch sử các hiền giả mạnh nhất. Trước khi dẫn dàn harem của mình tiếp tục đi quẩy banh nóc hắn không quên kêu cô về suy nghĩ lại lời đề xuất làm tiêu đây của mình dàn harem của hắn mở cửa chiêu mộ thành viên mọi lúc mọi nơi. Cái đồ hống hách khó ưa, Tomochika càng nghĩ tới cái bản mặt tự đề cao bản thân ấy càng ghét điếu chịu được chứ đừng nhắc tới chuyện trở thành bồ của hắn ta để gây thù chúc oán với mấy cô em harem kia. Do từ bấy đến giờ lao lực quá độ vừa nhận phòng Takatu liền lăn quay ra ngáy khò khò như con bò để bù đắp những ngày thiếu ngủ trước đó. Chẳng có ai chơi cùng quá chán nản Tomochika tính xuống phố dạo chơi ăn xiên bản các kiểu mà vừa ló mặt. Ra đã bắt gặp bọn khủng bố cưỡi xe sắp dùng súng bắn lửa trà đạp người dân như một thú vui tao nhã. Bây giờ xuống đó chỉ có nước đi đầu thai kiếp khác Tomochika đâu giờ hơi xuống đó nhận quả đắng. Với sự nhạy bén của một hồn ma bà cô Moko đột nhiên cảm nhận thấy có kẻ mang đầy sát ý đang lởn vởn ngoài cửa phòng với chế độ tàng hình toàn thân. Đâu còn sự lựa chọn nào khác cô đành nhấc máy gọi tới phòng thanh niên nhờ thánh giải quyết vụ này. Mặc dù vẫn còn ngái ngủ cơ mà vợ đang gặp nguy hiểm thánh có buồn ngủ rũ mắt cũng phi thân tới ngay. Dùng ma nhãn quan sát thánh nhìn thấy đích thị có con nhỏ đang thần thần bí bí dở trò gì đó. Với cái bọn này chỉ cần một câu niệm chú là xong lời nói thầm thì với gió vừa thốt ra nhanh chóng ngã quỵ. Báo cáo tình hình đã ổn con nhà bà định cho vợ yêu để vợ bớt lo, ra ngoài nhìn một cái cô nhận ra ngay nhỏ này chính là con bé vợ cả Erika trong dàn harem của Tachibana. Thế thì toan ca này hắn sẽ hiểu lầm tụi mình cố ý gây hấn với hắn cho coi, để tránh hai bên hiểu lầm đấu đá lẫn nhau anh kêu vợ mai vào khăn gói quả mướp lên đường ngay bây giờ. Tại nhà hầm Tachibana đang cùng các con vợ thăm ngàn ở tầng hầm. Với những sức mạnh từ các bé vợ kiếm về thánh dễ dàng hạ gục con quái vật và biến nó thành nô lệ dẫn đường giúp mình phá đảo đường hầm nhanh hơn nhận ra mất tín hiệu từ phía erica tachibana mau chóng mở camera ra xem xét thì chẳng hiểu cái quần què gì tại sao gậy đột nhiên lăn đùng ra đấy thế kia hơn thế nó chạy tới đó làm cái trò vớ vẩn gì không biết cô gái tóc trắng trong đội bây giờ mới khai thật con bé kia yêu quá hóa cùng quyết xử trị đại nhà ta vì tội dám từ chối chủ nhân của nhỏ phát hiện đôi trẻ hạ gục người của mình xong định bỏ trốn gã liền triệu tập hai con vợ khác đi tới đó bắt hung thủ về quy án trong khu rừng gần đó hiền giả lên đang bận rộn solo với con quái vật bóng đen Bất kể thứ gì chạm vào nó đều có thể bị bào mòn tuy nhiên khả năng hồi phục của cô lại nhanh hơn cả khả năng giết chóc của nó. Thế nhưng dù liền có ra đòn bằng hết sức lực vẫn không thể đánh bại được nó. Bên này hai anh chị vừa chạy ra khỏi phòng liền đụng độ ngay bé đội trưởng giàn harem chặn ở hành lang. Chủ nào tơ ấy à tự tin tạo ra lồng giam băng nhốt cả đôi lại cơ mà chỉ với một suy nghĩ cái lồng à tự hào cứ thế vỡ vụn. Hơi sốc hơi sốc rồi nha tuy nhiên nhỏ tiếp tục tạo chiếc lồng khác nhưng cũng méo ăn thua. Còn cây trượng là à còn dai như đỉa đói thánh quyết định xử luôn cái gậy của à. Nhưng ngươi tận mắt chứng kiến đó ta có thể giết bất cứ thứ gì chỉ với một suy nghĩ vậy nên nếu không muốn ngọc nát hương tan toàn mạng trở về cạnh tên chủ nhân đảm đang nhà ngươi khôn hồn mau nôn hết ra cách thức ngươi thi triển ma pháp nhỏ này thực ra chỉ thi triển được ma pháp trong vòng vài giây thôi hơn nữa do phải dùng gậy thường xuyên nên nhỏ còn cất giấu một cái dự phòng nữa ở nơi bí mật không thể bật mí chứng kiến ả rút cây gậy từ cái rãnh tâm hồn của mình cả hai đứa đều suýt xoa sao mà cho vô được tận đó tài vậy má đúng lúc đó đám búp bê của bé lolai nhà tabachina cử tới tấn công hai người Vừa hay hiếm lắm mới thể hiện trình độ võ nghệ xuất sắc Moko chỉ bảo từ bữa tới giờ Tomochika đưa vài đường quyền cơ bản liền đập chết một con ngay tại chỗ khiến Takatu được trầm trồ một phen. À đội trưởng thừa lúc phân tán tính niệm chú tiếp mà còn chưa kịp mở mồm đã bị chú của anh áp đảo hoàn toàn cho đi đắp chiếu luôn. Phía bên kia nhỏ Lô lai đau đớn ra lệnh cho đám búp bê xông lên trả thù cho chị đại tuy nhiên chưa di chuyển nổi một bước liền dính phép của anh nên cứ thế đứng hình dụng như sung xuống sàn nhà. Qua camera Tachibana đã quan sát thấy toàn bộ sự việc giết đội trưởng sau đó tới moi thông tin từ bé lô của vợ chồng nhà kia. Quá cay cú hắn lập tức cử một đàn bọ thấy gớm tới bao vây anh. Nghe anh nói tụi này có thể giết người bằng xâm nhập qua đường miệng tới khi người ta bội thực mới thôi Tomochika chưa bao giờ mong anh dùng năng lực của mình như bây giờ. Giết lũ đó chẳng thành vấn đề nhưng bị tụi nó rơi chất đống trên đầu cũng quá man dợ nên thôi đánh bài chuồn trước cùng anh nha vợ. Thằng cha Tachibana ở bên kia quan sát thấy thế tưởng anh không thể dùng suy nghĩ diệt được cả binh đoàn cùng một lúc liền khoái chí lắm để trả thù cho các con vợ hắn ra lệnh đám bọ chết xông hết lấy mạnh hai đứa kia cho tao ai rè câu nói đó đã dẫn tới họa sát thân cho hắn nhờ vào sắc khí hắn tỏa ra takatu dùng sóng não cảm nhận được vị trí của hắn một cách dễ ợt sau đó khỏi cần nhiều lời một chỉ với một suy nghĩ như mọi khi thằng cha kia chính thức dừng chân tại tập 3, hắn chết là những nô lệ của hắn sẽ được giải thoát không chỉ mấy bé vợ được tự do mày mấy con bọ chết này cũng được giải phóng và sức mạnh cứ thế tăng mạnh hơn cô gái tóc trắng trong hai con vợ còn lại của tachibana quyết định ra đi tìm chủ nhân mới cho mình chứ không lụy hắn như cô bé bánh bèo còn lại ai dè vừa ló đầu lên chớt tá hỏa khi thành phố đã bị con bóng đen san bằng hơn nửa bên kia ả liền đang ám binh bất động quan sát con quái thú bóng tối khát nước thấy bà liền phi xuống xin tí huyết của con bé tóc trắng tiện biến nó làm chân sai vặt cho mình luôn thoát khỏi đám bọ trách kinh khủng takatu quyết dẫn vợ một mạch tới kinh đô hội ngộ cùng mọi người thế nhưng vừa ra khỏi đường hầm trước mắt cả hai đứa thành phố đã bị đám ma thây xâm chiếm hoàn toàn không chừa một lối thoát bên ngoài thành phố ả Liên đang lợi dụng con quái vật bóng đêm với ý định thăm dò năng lực của miên nhà ta ao trình cỡ nào liệu có đủ khả năng đưa ả đi bán muối hay không bên trong thành phố đám ma thay đang lan tràn khắp nơi núp ở một góc tối mên cũng đành bó tay chấm a còng vì tình hình hỗn loạn cỡ này tới bố anh cũng méo kiểm soát nổi nên lựa chọn tốt nhất do cô đưa ra trong 36 kế chuẩn là chuẩn nhất bên kia tên đội trưởng đội ma thay lấy danh nghĩa đang làm nhiệm vụ hiền giả liền do phó yêu cầu thị trưởng phải giao ra chìa khóa của kết giới vừa lấy được nó hắn lập tức khóa các cửa lại sau đó lên loa phát thanh ra lệnh cho bọn ma thây đứng im bất động cấm đứa nào di chuyển tiếp theo hắn chiếu hình ảnh của anh chị nhà ta trên màn hình 54 in siêu rõ nét yêu cầu người dân nghe thì sống chống thì xác định gia nhập đội quân ma thây từ đây với thời gian một giờ đồng hồ hắn yêu cầu toàn thành phố phải lôi cổ hai khứa nhà ta tới quảng trường chỉ cần lỡ hẹn hai dây lũ zombie sẽ hoạt động lại và toàn thành phố sẽ chìm trong mùi ma thây hôi thối thị trưởng thấy hắn uy hiếp tính mạng của người dân rất muốn ngăn cản lại vì thành phố này anh đã mất gần nửa đời người để gây dựng đâu thể để bị hủy hoại vào thời điểm này tuy nhiên do khi nãy lỡ giao chìa khóa vào tay hắn rồi nên bây giờ thị trưởng chẳng thể nào gì khác ngoài việc dương nhìn mắt hắn giao ai tác quái kết giới bị khóa vào cũng không được ra lại càng méo có cửa người dân chỉ có hai lựa chọn một là dẫn hai đứa kia tới đúng thời hạn để giữ mạng hai là biến thành zombie suốt đời suốt kiếp người sống thì ta chết người dân đâu chịu ngồi yên chờ tử thần tới rước đi cứ thế người nào người ấy nhà nào nhà ấy thi nhau mang vác quốc thủng gậy gộc đi gô cổ đôi trẻ. Tomochika khó hiểu tại sao tụi mình có làm mình làm mảy gì đâu vô duyên vô cứ bị ghim poster truy nã là sao. Nhớ lại quá khứ Takatu chợt nghĩ tới lý do hẳn vì cái chết của thằng hiền giả kia. Họa từ một phút nông nổi mà ra thánh thầm hứa từ nay không giết người bừa bãi vô tội vạ nữa. Tuy nhiên thanh niên chưa kịp bỏ chạy đã bị lũ dân làng phát hiện. Bọn dân đen nào biết trình bá của anh chỉ to mồm đòi trói mên về quy án cây muốn lặng mà gió chẳng dừng thánh quyết làm một good boy mà tác giả không cho cũng đành chịu xin tiễn một tên lên đường trước làm gương nhìn đồng bọn chết bất đắc kỳ tử ngay trước mắt mình hai thằng thỏ đế kia hãi quá rối rít xét đít bỏ chạy bán sống bán chết nếu thằng cha kia lợi dụng người dân vậy thì anh muốn buộc hắn phải dừng lại hành động mất nhân tính này quay đầu đi hiên ngang tới thẳng quảng trường thanh niên có điều muốn đàm phán với gã ta nhìn hai đứa tự mình tới đầu thú thằng đội trưởng tỏ vẻ thất vọng cho rằng tìm được anh dễ dàng như vậy chán lắm hay lẽ nào mày tính ra vẻ ngầu lòi hy sinh tính mạng vì người dân ư có cái nịt nhé ta đâu phải đấng cứu thế thần linh bao dung độ lượng thánh tới đây chỉ muốn hắn mau mở kết giới cho anh đi mượn tàu hỏa dùng đỡ cái coi chứ đi bộ đuổi theo tụi kia có mà mệt chết ngất đậu xanh thằng này mày bị ngáo đá à tao đang nắm quyền quyết định ai cho mày dám đi đàm phán với tao tên đội trường bị sỉ nhục vô cùng cay cú chửi anh chết tới nơi rồi còn dám ra mồm lập tức ra lệnh cho binh đoàn xác sống xông lên chỉ một câu chết đi bọn ăn cứ thế chết như ngả dạ trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của thằng cha kia Đối với anh cử động là sống bất động là chết quyền quyết định sống chết nằm ở anh chứ chẳng phải ai khác. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt thị trưởng đầu này số gấp rút nhận ra men thuộc dạng dây vào chỉ có chết nhanh chóng cầu xin anh tha mạng cho mình bởi anh ta không hề dính líu tới kế hoạch này. Ngược lại thằng đội trưởng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ dự tính biến hình combat với anh nhưng mới biến được một nửa đã bị anh xử ngay, ai rảnh đâu đợi nó biến hình xong mới giết tốn thời gian vừa lờ. Thị trưởng bên kia chứng kiến sợ đến toát mồ hôi hột nào dám ho he thêm câu nào đành nôn hết bí mật về cuộc chiến anh ta cho biết chủ mưu vụ này là hiền giả liền còn lý do tại sao thì hắn không tham gia nên chịu chết đúng lúc ấy Muko rối dít hớt hải thông báo hiện đang có một đoàn quân ngập tràn sát khí tiến tới đây từ xa tomochika nhận ra lần này chẳng phải bọn ma thay khi nãy thay vào đó là toàn bộ người dân đang bị thế lực nào đó thao túng tâm lý chợt nhớ ra chìa khóa kết giới có thể phá vỡ chiêu điều khiến ý thức thị trường mau mải kích hoạt cơ mà đen thay nó lại mất tác dụng vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng theo tình hình này thị trưởng đoán chắc hắn ả Liên đang tác động trực tiếp lên kết giới từ phía ngoài người từng trải nói cấm có sai bên ngoài liền vừa ra sức khóa chặt kết giới vừa đứng xem chùa năng lực bá đạo của khứa mên từng chứng kiến sức mạnh của mên giết chết chủ nhân cũ trong một cái chớp mắt euphemia chân thành khen bà chủ mới nên tém tém lại đừng hiếu chiến quá kẻo mang họa sát thân người dân tiến đến mỗi lúc một đông buộc anh phải sử dụng năng lực lạm sát người vô tội anh nhận ra dường như à ta đang muốn thử năng lực của mình vì anh từng gặp phải trường hợp như thế này rất lâu về trước nếu giống như ngày đó anh bắt buộc phải cho con mụ liền đang xuất mới có thể cứu toàn bộ mọi người thoát khỏi kiếp nạn chưa chịu dừng tay ả à, liền cố ý mở kết giới cho con quái vật dần tiến vào thành phố đồng thời tạo ra vô số nhân bản khác nhau chuẩn bị cho cuộc tập kích quy mô lớn con quái vật đi tới ngang qua đâu hủy diệt mọi thứ tới đó khiến đôi trẻ cùng thị trưởng vô cùng hoang mang đứng nhìn mãi mọi thứ cũng tư tan thanh niên quyết liều một phen gọi dùng thần chú giết chết con quái vật bất ngờ thay những tia chớp bất chợt lóe ra từ người quái vật kéo theo đó những bản thể của liền chút xuống như mưa rơi tới nổ tanh bành tới đó hệt như một quả bom hẹn giờ theo lời thị trưởng ngoài năng lực bất tử của ma cà rồng ả liền còn mang khả năng phân thân tạo ra vô số bản thể chỉ cần ả à muốn biến ra bao nhiêu đều ok là hết. Cứ tưởng ca này khoai cực khoai nhưng thánh bất ngờ thắp lên hy vọng cho hai người kia. Anh cho biết chỉ cần anh nhìn rõ được đám phân thân sẽ dễ dàng dùng năng lực tiễn chúng đi uống canh mạnh bà cùng nhau. Nhờ vào khả năng quan sát toàn thành phố của thị trường anh ta giúp anh xác định chính xác vị trí phân thân của ả liền sắp rơi xuống. Takatu tính chạy tới đó đơn thương độc mã tiễn vong con mụ này tuy nhiên chị vợ cứ một mực đòi đi theo do mắt thánh có tầm nhìn giới hạn dẫn cô theo vừa hay có đôi mắt nhìn xa giúp anh quan sát nghe vô lý nhưng rất thuyết phục cuối cùng thánh chấp nhận dẫn vợ đi xong kiếp hợp bích nhờ tài dịch chuyển tức thời phạm vi toàn thành phố đôi trẻ nhanh chóng được thị trưởng đưa tới nơi quả nhiên chưa đầy một cái ngáp ngủ thân ảnh của ả à từ trên cao đáp xuống ngay chỗ cả bọn đang đứng bà cô hồn ma tức khắc niệm chú tạo kết giới bao bọc cả bọn bên trong thành công thoát đòn chí mạng của quả bom nổ chậm thứ này do khứa robot hôm bữa tặng vừa bền vừa có thế biến ra đủ thể loại các hình dáng khác nhau khá là tiện ích do phân thân của con mụ kia có cấu tạo giống nhau nên chỉ cần một con đai các con còn lại theo đó cũng xanh cỏ cùng lúc. dành lời tán thưởng cho Ku Men tuy nhiên Ả lên vẫn chưa chịu từ bỏ việc tạo nghiệp tính tạo ra đám nhân bản với cấu trúc khác nhau để chiến với Men tới cùng. tuy nhiên thời gian có hạn nội dung còn nhiều hơi đâu biên kịch cho Ả chiếm sóng sang tận tập sau. một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trên trán của những kẻ dính năng lực của Men Ả liền cảm nhận thấy thân thể ở thế giới thực Ả đã chết, kéo theo cả thân ảnh giả ở thế giới này mất hết năng lượng rơi từ trên cây cắm đầu xuống dưới đất chính thức game over. Trước lúc rời xa nhân thế ả thầm cảm thấy may mắn vì như vậy mới có thể cứu được người đó. Lúc liền nhắm mắt xuôi tay là lúc một bé gái ở thế giới thực bừng tỉnh, trong tay cô bé đột nhiên xuất hiện một đoạn phim ghi hình từ chính thân ảnh của lên. Thì gia tính được bước khả năng cao sẽ bị cho đăng xuất dưới tác Takatu ả đã tạo ra vật chứa này nhằm che mắt anh. Dù hiện tại thân thể ấy không có ký ức nào về liền của kiếp sau lầm trước đó nhưng thân xác tỉnh dậy có nghĩa kế hoạch của ả đã thành công mỹ mãn. Hôm sau hai người nhận lấy chiếc xe bán tải thị trường cấp cho chuẩn bị tiếp tục chuyến hành trình, thị trưởng thật sự biết ơn hai người nếu không cơ ngơi đồ sộ của anh ta cứ thế tan thành cho bụi rồi lên xe tomochika mờ cầu nhau khứa tính bắt con gái nhà người ta lái xe hay sao chê cực mạnh đó nha cô vô cùng hào hứng hô to ghét go sau đó gạt cần phóng vù vù ngang ngửa trị đại của dân tổ lái lúc chuẩn bị lái xe hào hứng hết mình lúc đi cái hết hồn bởi cứ tưởng cô tomochika thuộc dân lái xe chuyên nghiệp ai rẻ do chúng ta tưởng thôi nhìn cái cách bà đường lớn méo đi lại lao vào vách vực là anh em hiểu thế nào rồi nhé hết cách cô đành gọi thanh niên takatu ngồi bên cạnh kêu bé kêu bé tuy nhiên thánh đang ngủ say ly bì thế kia cô gọi khản cả cổ thánh vẫn chẳng có động tĩnh lúc này thánh đang mơ về ký ức của nhiều năm trước cái ngày lần đầu tiên thánh gặp chị ấy sinh ra chẳng biết từ đâu không cha không mẹ không người thân takatu bị viện nghiên cứu bắt nhốt lại ở một thế giới hoàn toàn cách biệt do năng lực chết chóc của cậu quá đáng gờm người ở viện nghiên cứu sợ chết không ai dám bén mảng tới cuối cùng họ thuê một cô gái có chứng chỉ hành nghề sư phạm tới dạy dỗ cậu thay người trong viện trên đường đi tới nơi nhốt cậu cô sư phạm phát sốc khi trên tường ghi vô số bùa chú giống như muốn kìm hãm một thứ tà ma đáng gờm năng lực giết người vô đối của nó đáng sợ lắm nếu không được nuôi dạy cẩn thận dẫn tới tam quan lệch lạc thì thế giới sẽ toang ngay đi vào hệ thống di chuyển xuống tầng hầm rất lâu cuối cùng anh ta đã đưa chị tới thế giới của con quái vật sau nhiệm vụ anh ta gấp rút chuồn lẹ vì hơi rén con quái vật đó đi vào trong nhà chị ấy bàng hoàng ngơ ngác như con nai vàng bởi con quái vật tên kia miêu tả như tu la lại chỉ là một thằng nhóc chưa tới tuổi dậy thì gấp rút phát thằng bé ném ra ngoài chị tức giận xả ra một chàng giang đại hải cái lũ dở hơi sơi cám lợn kia sao lại lỡ lòng đi ra một đứa nhóc ở cái nơi khỉ ho cò gái này mặc kệ cảm xúc mãnh liệt của bà chị cậu cứ thế giơ tay niệm chú nhưng cậu không nào có ý giết chị thứ cậu cho đăng xuất là con ác linh theo chân chị tới đây để giết cậu bình thường cũng hay có mấy con ác linh chán sống tìm tới đây như vậy lắm chị giới thiệu mình tên takatu asaka từ nay sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo mẫu nuôi nấng cậu tới phiên chị hỏi tên cậu thì thánh đáp ngay cái nick nên tổ chức đặt cho khiến chị rất méo hài lòng tên là tên biệt hiệu chị muốn đặt cho cậu cái tên khác tuy nhiên hiện tại cả hai cái bụng đều đánh trống ầm ĩ nên họ quyết định đi lấp cái đói trước vì đang đói nên chị úp hai bát mì cho nhanh gọn lẹ mặc dù nhà chất đầy đồ ăn nhưng không ai dạy cậu cách nấu nên tới tận bây giờ cậu mới biết thứ này có tên gọi mì gói tiếp tục câu chuyện đặt tên còn răng dở khi nãy nhìn nét mặt ngây thơ của con trẻ làm chị nhớ tới mấy con cún hay quấn chị ngày trước nó cũng cute phô mai que giống hệt cậu vậy sau cùng chị quyết chốt cái tên iogori dễ gọi nhất cho cậu cậu đặc biệt còn thêm họ takatu của chị vào đằng trước khiến chị vừa bất lực vừa buồn cười vì dư này sao thấy họ giống hai mẹ con quá trời trong khi bồ bà còn chưa có nhà mấy đứa Tuy nhiên nhìn nét mặt mong chờ của cậu chị đâu lỡ từ chối, kể từ đó cậu có tên Takatu Iogiri sống dựa vào người chị đặc biệt Asaka của mình. Đang mơ về những ký ức đẹp Takatu choàng tỉnh sau cú lắc muốn nội thương của con bé Tomochika, nhìn cái tảng đá to trà bá trước mặt cô biết con nhỏ này lại báo chắc. Bây giờ đi tiếp là việc bất khả thi hai đứa đành lùi lại cho tới khi ra khỏi vách đá treo leo này may ra còn đường thoát. Ai dè vừa nhấn số lùi xe cả đoàn lại đụng phải một con rồng siêu to khổng lồ vừa đáp xuống sau xe, một câu chết đi con rồng lao thẳng xuống vực đi chầu ngay Diêm Vương. Tuy nhiên Tomochika phát hiện có đàn rồng khác đang hung hăng bay tới hướng của bọn họ, cứ nghĩ tới viễn cảnh hai đứa bị lũ rồng đem quay chín như con cờ hó Tomochika sợ hãi ra mặt. Khác với cô vợ nhà mình thánh rất bình tĩnh tay xỏ túi quần tuyên thệ câu nói tất cả chết hết đi liền thành công đem chúng đi làm món rồng xào xả ớt hết một lượt. Game dễ vừa qua tác giả tiếp tục cho ngay quả game với độ level mắc khác cho hai đứa phải đối đầu với con rồng rát vàng kèm những tia sấm chớp đầy uy lực bao xung quanh. Takatu nhìn ra con rồng này nhìn chằm chằm vào bọn họ bởi nó có ý thăm dò năng lực của cả hai. Dường như giác quan thứ sáu cho biết nó muốn sống đừng có dây dưa vào kẻ này nên nó gấp rút quay đầu ù té bỏ chạy. Cơ mà anh nào cho nó thoát dễ dàng như thế, Takatu gọi với theo mau dừng lại nếu mi không muốn bị đem xào chung với lũ kia. Quay đầu là bờ thiện tai thiện tai, đâu ai ngờ con rồng xấu xí hung hăng lúc đó khi trở về chân thân lại trở thành một bé loli siêu cute hột me vô hại hiện tại con rồng đang quỳ gối khom lưng trước vì chúa tể của muôn loài với bộ dạng lo sợ có thể bị cho đăng xuất bất kỳ lúc nào nhỏ này tên atilia vì muốn tìm ra ứng cử viên sáng giá cho chức thánh kiếm mới phát động lũ rồng tới tấn công hai người thấy hai người treo leo trên vách núi linh thiêng nó tưởng hai người đi tìm thánh kiếm chứ ai lại chán sống đi đổ đèo ở cái nơi sơ hở là mất mạng như chơi thế này à thực ra takatu hứa không tiết lộ rằng do con báo này thích chơi trội đi nhầm đường đâu nha quay trở lại với chủ đề chính nghe toàn bộ thông tin chẳng liên quan gì tới mình hai người chuẩn bị tiếp tục chuyến đi thì bị atelia ngăn lại nhân tài hiếm có khó tìm xứng đáng cho chức vị thánh kiếm thế này làm sao nó có thể bỏ qua phát hiện hai người đang muốn tới kinh đô nó sẽ chỉ cho cả đội một con đường quốc lộ lớn để việc tới đó dễ dàng hơn bù lại hai người phải đi lấy thánh kiếm cho nhỏ có qua có lại cho tội lòng nhau hơn nữa nhỏ tiết lộ thêm thánh kiếm thuộc dạng khắc tinh của hiền giả bọn họ bị đưa tới đây do con mụ hiền giả sayền biết đâu lấy được thánh kiếm tiễn ả về với đất mẹ có thể tìm đường trở về nhà cũng nên được rồi đi thôi cứ thế ba người đổi hướng đi tới chỗ thánh kiếm theo sự chỉ dẫn của atilia chỗ con bé dẫn ba người tới đông người đang đứng chờ đợi những ai ở đây đều sắp phải chiến đấu một trận tài khốc để xem họ có đủ khả năng cho chức vị kiếm thánh không bên này thánh kiếm sĩ xuất hiện ra đề bài của cuộc thi do ứng cử viên quá đông bọn họ phải chém giết lẫn nhau tới khi còn lại đủ quân số mới được tới cửa tiếp theo cái đề bài gì mà má me bé, bé, bé quá trời quá đất cả đôi trẻ đều méo có hứng thú tham gia nên có ý định bái bài trước như đi dép tổ ong trong bụng anh thánh kiếm sĩ bonus thêm vào đề bài chỉ cần có kẻ làm con rùa rụt cổ chạy trước toát bộ những người ở đây đều bị loại theo dứt lời trận chiến bắt đầu những người có mặt ở đây cứ thế xông lên tàn sát lẫn nhau tạo ra khung cảnh rất hỗn loạn sự cố ngoài ý muốn bên có muốn buông bỏ đồ đao cũng khó vì một tên trán sống đang lao về phía anh tấn công vào lúc anh chuẩn bị cho hắn về với đất mẹ bất ngờ một dũng sĩ cầm khiên lao tới đỡ cho đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ hai kẻ tay không tức sắt như hai người mặt mũi sáng sủa ý chí kiên cường tổng quan đánh giá khứa này có vẻ giống người tốt lại có năng lực ổn áp nên khứa minh cũng hùa theo để anh ta tỏa sáng tuy nhiên phía sau xa có mấy tên bị ổi chơi xấu định đánh lén hiệp sĩ khiến anh bất đắc dĩ phải chiếm lại hào quang nam chính của mình cùng lúc đó một người bị thương bỏ tới chỗ tomochika cầu xin cô mau đưa viên đá bảy sắc vào tay giúp mình bất ngờ thay ngay khi nắm chặt viên đá trong tay làm nó nổ bùm như pháo hoa đêm giao thừa cậu ta cứ thế hồi phục vết thương với tốc độ bàn thờ khi đám ứng cử viên lần lượt đổ xuống chỉ còn lại bốn người thánh kiếm sĩ bắt đầu ra lệnh tụi bay đi theo ông trên đường đi anh hiệp sĩ tốt bụng giải thích cho hai đứa tộc nhà ta hiểu thêm về cuộc thi trận chiến này nhằm ra mít tân thánh vương hiệp sĩ cách đây từ thổ khai thiên lập địa ma nhân đã bị thánh vương đâm chết và giam cầm vào kết giới bọn thuộc hạ trung thành tuyệt đối của ma nhân kể từ ngày đó vẫn luôn tìm cách giải phong ấn cứu chủ nhân của mình đêm dài lắm mộng càng để lâu càng phiền phức lần này giới kiếm thánh muốn tìm ra một nhân tài có thể trừ khử ma vương vĩnh viễn để ý tới thanh niên đi cạnh mình nãy giờ cứ im lặng mãi Tomochika lên tiếng hỏi anh ta xem tính cách ra sao. Anh ta tên Lino với biệt anh ông hoàng số nhọ bởi thánh đi đâu cũng có vận xui đeo bám. Một lần bất hạnh ấp tới khiến thánh bị đưa lên ngọn đầu đài hiến tế. Trong cái rủi lại có cái may vào lúc tưởng chừng như chạm mặt Diêm Vương bất ngờ nữ thần hiện ra cứu rỗi cái sinh mạng quèn của cậu. Để đền bù cho cuộc đời hầm hiu của thanh niên nữ thần tặng cho cậu một bao đá về đập dần. Mỗi lần đập một viên cơ thể theo đó dù bị thương nặng tới đâu do vận xui đem tới cũng nhanh chóng trở nên lành lặn đặc biệt thánh có thể dùng tẹt con bọ nẹt mỗi ngày đập bao nhiêu cũng ok la hết vì vào không giờ mới ngày nữ thần lại đôn nết thêm đá cho khứa đi tới chân địa điểm tập kết tiếp theo đó là một tòa tháp cao chọc trời với những trường khí dày đặc rất nguy hiểm takatu và anh bạn hiệp sĩ ở trình độ khác bọt nên những thứ này vô hại tới hai người Tomochika với năng lực yếu nhất nhưng nhờ có bà cô bảo vệ 24 phần 25 nên chẳng bị ảnh hưởng. Duy chỉ còn lại vì cái số đen hơn cờ hó mình Thánh Linh Nồ bị dính trưởng nôn thốc nôn tháo cũng may có mấy viên đá cứu rỗi cuộc đời thanh niên di chuyển lên đỉnh tháp bằng thang máy chạy êm như du kiếm thánh sĩ chỉ xuống phía dưới và gọi nó với cái tên nơi tận cùng thế giới nó cũng chính là nguyên nhân gây ra các chứng khí khó thở ở dưới chân tòa tháp ở bên trong nơi tận cùng thế giới bằng đôi mắt viễn thị của mình tomochika có thể nhìn ra thân ảnh nam nhân đang bị kiếm của nữ nhân áo trắng ghim thẳng vào ngực chuẩn có mợ dùi đó là hình ảnh thánh vương đại chiến với ma thần sau đó giam ông ta vào kết giới đó một cô nàng tên frederica đứng ta tự tin tuyên bố gì chứ giam ba cái giết chóc này dễ ạch chống mắt nên nhìn trụy thể hiện đây nhỏ phóng ra một quả cầu lửa siêu to đại bác hướng về nơi tận cùng của thế giới nhưng càng vào sâu trong kết giới tốc độ của nó cứ thế lao đi với tốc độ rùa bỏ do thời gian bên trong đó gần như đã ngưng động nên để quả thiên thạch tới chỗ ma nhân chắc phải gần trăm năm nữa nghe quê muốn đội quần lên đầu luôn con bé pháp sư nín ngay chẳng dám ho he gì thêm nhiệm vụ của mọi người bây giờ phải vượt qua muôn trùng thử thách tại các tòa tháp tích điểm xuống chỗ có kết giới mới có thể tiêu diệt ma nhân nếu phát hiện dùng các mánh khóe lách luật auto bị loại Tomochika thì thầm vào tai hỏi chồng yêu có xử lý cha ma nhân kia bằng một câu được không để cả đội đỡ vất vả. Ai ngờ thánh thì thầm lại một câu gì đó khiến cô nàng Tomochika vốn bình tĩnh nay phải thất thố hét lên giữa bàn dân thiên hạ đang đứng đông đủ ở xung quanh. Chẳng ai biết thánh Takatu đã xạo lòng chuyện kinh thiên động địa gì với cô nàng chỉ thấy hai đứa quay xe khét lẹt muốn độ thổ chuồn khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Bên kia cô ả à pháp sư mở miệng xin sỏ Lino hai vài viên đá ăn năn hối lỗi để hồi phục thể lực cơ mà cho đập đá này chỉ có tác dụng với một mình thánh thôi lật mặt nhanh hơn người yêu cũ ả liền mắng cậu thật vô dụng chỉ tổ làm vướng chân để kế hoạch tẩu thoát thành công hai đứa trước tiên cứ giả bộ tham gia thám hiểm cùng mọi người trước nhằm che mắt họ bên trong tầng dưới xác chết nằm la liệt cho thấy dấu hiệu của một trận chiến tàn khốc mọi người không ngờ rằng để đạt được vị trí danh giá kia bọn họ sẵn sàng đạp lên xương máu của đồng loại với cái số đen tận mạng thanh niên vừa đi được vài bước liền bị dính ngay bẫy ngầm suýt đắp chiếu tại chỗ may thay đập đá thành công chứ không là hết đường cứu vãn thật rồi cứ dư này chết như chơi tomochika gợi ý khứa nên cầm nó trong tay để phòng bất chắc. Có bùa hộ mệnh trong tay khứa kia hí hửng cầm đèn chạy trước xe hơi xung phong dẫn đầu mà quên mất thần đen đuổi không chừa cho cậu trường hợp nào. Thắng vừa bước vào căn phòng tiếp theo cánh cửa cứ thế đóng sập vào thật chặt. Rick lo lắng cho Lino lập tức mở cửa xông vào và phát hiện cựu thắng kiếm sĩ đang ở đây. Với đôi mắt sánh ngang với kính nút Tomochika phát hiện có những sợi chỉ vừa nhỏ vừa mảnh bao quanh bảo vệ ạ. À. Không cần phải suy nghĩ nữa những xác chết la liệt cả trong lẫn ngoài đều do một tay con mụ này gây ra. Rick khó hiểu hỏi tại sao ả đã làm thánh kiếm sĩ mà còn tới đây tranh hơn thua với đám ứng cử viên này hình như hơi hạ thấp bản thân nha. Teresa vốn là cựu kiếm thánh sĩ nổi như cồn một thời tuy nhiên do ả lạm sát người vô tội quá nhiều kết quả bị tước mất danh hiệu đuổi về với cái máng lợn. Cho tới tận bây giờ ả mới được ban tổ chức cho đăng ký thi lại nên tất nhiên phải thỏa sức giết chóc một fan mới lấp đầy cơn khát máu trong lòng ả. Lo sợ mọi người bị con mụ giết người như ngoé này làm bị thương Rick kêu hai đứa chạy ngay đi cậu sẽ ở lại gánh tim toàn đội. Teresa bất ngờ tung đòn đầy sắc khí về phía Rick dù cậu kịp tung khiên lên đỡ đòn nhưng nhìn thế này cũng thấy thực lực của cựu chiến binh so với lính mới vẫn khác xa một trời một vực tomochika đứng xem lo dùng rick vì lợi thế đang nghiêng hẳn về phía con mụ kia đánh đấm làm gì cho mệt anh mên nói một câu chết đi con mụ teresa cứ như vậy lăn đùng ngã ngửa ra tắc thở bên kia thánh linh đen như chóa vừa bị ả ta xin cả cánh tay trái có cầm đá phục hồi nên mới nằm lê lết nãy giờ đập đá xong liền khoan khoái hẳn linh xin hứa từ nay chừa hẳn cái tội tùy hướng thích cầm đèn chạy trước ô tô Lúc này Rick đề nghị cả bọn nên tách ra đi riêng vì bây giờ mọi người đều có ý định khử nhau nếu đi chung sẽ rất nguy hiểm. Nghe theo ý kiến của cậu mọi người bắt đầu đi búc phòng nghỉ ngơi lấy sức trước, tuy nhiên tới lượt đôi trẻ ra đặt phòng thì ối rồi ôi hiện tại chỉ còn một phòng duy nhất. Hay nói cách khác đêm nay đôi trẻ nhà ta nếu không muốn ngủ đất thì phải chung giường với nhau. Vào lúc cô nàng còn đang long khom lo sợ bị hấp diêm đêm khuya Takatu bên này đã lăn đùng xuống giường chìm vào giấc mộng chỉ trong vài giây. Tại phòng điều khiển cô nhân viên phát hiện có sự chênh lệch giữa linh hồn và người đã chết tuy nhiên kiếm thánh nào thèm quan tâm điều đó cái ông muốn biết là liệu năng lượng lần này có thể đảm bảo được kết giới hay không tại một nơi xa lạ cô nàng hiền giả io đang săn lùng đuổi cùng giết tận thanh niên sai tùa. một kẻ được thần linh ban sức mạnh và triệu hồi sang thế giới khác tuy nhiên do cái tính lười biếng có từ thở lọt lòng cộng thêm phương châm sống ta dại ta tìm nơi vắng vẻ người khôn người tới trốn lao sao thanh niên xin phép từ chối lời mời làm hiền giả về quê nuôi cá trồng rau sống ẩn giật qua ngày là một cô ả có bàn tay vàng trong làng săn những bọn chống đối tổ chức cô ả có trong mình các kỹ năng đỉnh của chóp ăn đứt các đối thủ của ả toàn bộ các đòn tấn công của vị hiệp sĩ cứ thế dễ dàng bị phá đảo nghe thì sống chống thì chết cơ hội chỉ có một nếu vị hiệp sĩ quyết ý chống đối tới cùng vậy chỉ có một kết cục bị ả xin tí máu về hãm tích canh vừa xử lý xong một con mồi io tiếp tục nhận được thêm nhiệm vụ nóng hổi vừa thổi vừa xơi đó là đi ám sát hai anh chị nhà ta io chả hiểu kiểu gì thở dài đầy ngán ngẩm hai đứa ứng cử viên hiền giả tép ấy việc gì cần cấp cao như cô ra tay xử lý Cô ta chuẩn bị rời đi bất ngờ từ đằng xa thằng mập diamond lan tới khóc lóc cầu xin chị đại ơi hãy nhận em làm nô lệ của đời chị. Chuyện là kể từ sau lần bị men cho ra làm kiểm lâm vào một ngày đẹp trời tuyệt vọng gần chết hắn gặp được vị anh hùng khi nãy cứu giúp đem về làm người hầu kẻ hạ. Nay chủ nhân về với đất mẹ hắn lâm vào hoàn cảnh tứ cố vô thân bắt chạy ra ăn vạ bắt đền nhỏ phải đèo bỏng thêm cả mình. Tại phòng nghỉ mới sáng ra bà cô mua cô cứ kêu la in ỏi cầu cứu đôi trẻ vì lỡ bị bức tường hút nửa người vào trong. Thì ra tối qua do thanh niên Takatu ngủ mơ thấy bầu sữa mẹ cứ thế mò đến chỗ Tomochika xong còn tiên tay ôm lấy con gái nhà người ta. Bà già này tính trốn đi để tránh làm kỳ đà cản mũi, tuy nhiên do cái tính tò mò hiếu kỳ bà đi rồi còn quay lại ngó đầu ra xem phim tình cảm phở gì. Kết quả cho việc làm người tốt nửa với bà liền bị bức tường hút linh hồn hút thẳng vào trong. Nếu nguyên nhân nằm ở cái chức năng hút người biến thái vậy anh sẽ giết chết nó giải cứu cho bà cô. Suýt nữa thì bị cho đi đắp chiếu lần hai bà cô thở phào nhẹ nhõm sau cú sốc cuối đời. Mô cô có cảm giác như thế bọn chúng muốn hút hết các linh hồn vất vưởng về một chỗ. Với độ nhạy bén, Takatu nhận ra có vẻ cuộc thi này muốn quy tụ linh hồn nhằm mục đích khác. Anh kêu Tomochika từ nay hãy chuẩn bị tâm lý vì kể từ bây giờ gặp đứa nào anh liền xào ngay đứa đó. Nếu ta không giết chúng thì kẻ đáp mộ sẽ là chúng ta hiểu chứ vợ? Tomochika chẳng hề có ý kiến gì vì theo anh từ bấy đến giờ cô quen lắm rồi. Hơn nữa anh là ân nhân của cô mà nên anh nói gì cô cũng nghe theo hết. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bé lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười xinh xắn đáng yêu của chị vợ trái tim Takatu bất giác đập rộn ràng đỏ mặt ngại ngùng. Bên kia tên Daimo đang lóc cóc theo đuổi chị Đại Io đột nhiên đụng độ phải một con rồng vàng dữ tợn. Thằng béo Daimo tất nhiên sợ muốn xón đái ra kêu Io mau chim cút thôi vì năng lực phủ định năng lực đối thủ của cô làm gì có hiệu quả với bọn động vật. Tuy nhiên ngoài kỹ năng đó cô còn biết cách thay đổi vật chất theo ý nghĩa của mình. Ví dụ như trong đầu cô mặc định rồng méo biết bay con rồng theo đó cũng mất đi khả năng tàu lượng của mình tuy nhiên nó chỉ mất đi sức bay thôi chứ năng lực đánh đổ dân chơi vẫn còn nó vào phút lơ là thằng mập daimo bị nó cắn phập vào tay kêu rên đau đớn cũng may nhờ cái trình phục hồi vết thương tạm ổn mới cứu hắn thoát khỏi cảnh tàn tật xác định phải chảm con này mới có thể đi tiếp io rút dao chuẩn bị giải phẫu nó nhưng bất ngờ một kẻ xâm thực từ xa lao tới xin luôn cái thủ cấp của con rồng đồng thời thu thập dữ liệu của nó xong xuôi nó tiếp tục hướng tới ngọn tháp nơi giam giữ ma nhân tìm kiếm con mồi mới trời sắp tối rồi mình khỏi hành nhanh lên Tuy nhiên khi biết mục đích của Io đang trên đường đi gặp Takatu thằng nhóc kia hãi mất mập khóc thét nước mắt nước mũi tùng lung tùm la xin Io buông tha cho mình. Bờ ly tha chú tui nhưng Io méo thèm nghe hắn xạo cây tiếp tục gô cổ hắn phải đi cùng mình. Trong tòa Fabric vừa thành công giết được thêm một đối thủ nặng ký và nhận ngay về cho mình số điểm 100 tròn chính. Vô tình nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của thằng Culino cậu mau mải chạy vào giải cứu. Tuy nhiên cậu ta chỉ đang được cô pháp sư cho thăm ngàn nhằm tích thêm điểm tránh trường hợp tới vòng này vẫn bị đá đít đuổi về ở chỗ đôi trẻ đang tìm đường thoát khỏi lâu đài vô tình đụng độ thằng cha tự xung là thần cai quản chốn này hóa ra hắn mò tới để hỏi tội thánh bên sao ngươi dám phát vỡ phép thuật ở bức tường ta tốn bao nhiêu chân xám mới tạo ra hả à nếu là người cai quản hẳn ngươi phải biết cách thoát khỏi đây đúng không ta chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt chứ không có ý giành hạng nhất như bọn chúng tên thần cai quản khẳng định ngọn tháp này dùng để bảo vệ kết giới việc thoát khỏi đây chắc chắn không thể dù anh đã nói hết nước hết cái mà thằng cha cứng đầu điếu thèm nghe còn tính đụng chân đụng tay với bọn họ nữa chứ dù vậy hắn mới chỉ kịp giới thiệu bản thân có danh xưng đại ma đạo sĩ đã bị anh buông cho câu xanh dờn chết đi ngủ củ tỏi tại chỗ. Tomochika hơi hoang mang vì nhì cha này có vẻ thuộc nhân vật máu mặt mà anh nói giết là sử liệu có ổn không. Sao phải rén với anh cứ có ý định ám sát là anh liền tiễn nó đi trước một bước. Đi thêm một quãng hai người gặp cảnh hỗn chiến giữa hai võ sĩ, phía trên kia kẻ chủ trì trận chiến đang rất hào hứng xem kịch hay. Chả thèm mảy may tới trận đấu đang tới hồi bánh cuốn anh chỉ cảm thấy bọn này vướng đường quá trời nha. Takatu mở miệng nhờ tụi nó tạm dừng trận đấu cho mình đi qua siêu do đang gấp thành công thu hút sự chú ý của thằng nhóc kia. Hắn không ngờ lại có kẻ ngây thơ hết nấc dám đi đàm phán với hắn trong tình cảnh này. Bên anh có hai người kèm theo cô à tóc trắng vừa đủ dàn vợ 10 điểm tròn chính của hắn nên hắn ép ba người phải đấu với giảm harem cho hắn coi. Tên kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tự tin ra lệnh giữ lại hai đứa con gái kia về làm vợ bốn vợ năm còn thằng kia thì xử đi vì bình sinh hắn chúa ghét những kẻ đẹp trai hơn mình. Chết đi! ba con vợ đặc biệt của hắn lăn đùng tại chỗ báo hiệu trận đấu chưa bắt đầu đã cho ra kết quả rõ như chiếu đèn pha nhìn anh hiên ngang đi qua thằng cờ hó kia cay cú tính giờ cho hẹn hạ đánh lén trả đũa giết thêm một kẻ nữa cũng không nhiều thánh tiếp tục niệm chú thêm câu nữa tiễn hắn đi trùng phùng cùng dàn vợ cô gái tóc trắng chứng kiến sức mạnh phi thường của thanh niên mạnh dạn lên tiếng cúi đầu nhờ anh giúp đỡ một việc anh hùng khó qua ải mỹ nhân dù thánh nhà chúng ta một lòng với vợ nhưng gái sinh đã mở lời ai đâu lỡ lòng từ chối bao giờ theo đi siêu một cô gái đang trên đường tìm kiếm người em gái mất tích cùng những người dân làng trong thôn mình thực hiện chuyện này một mình hơi quá sức nhỏ muốn nhờ tới sự giúp đỡ của hai quý nhân giúp mình hoàn thành tâm nguyện tuy nhiên nếu như thế sẽ phải đối đầu với kiếm thánh sĩ nên nhỏ vô cùng ái náy yên tâm đi người đẹp từ lúc cho bay màu thằng cha cai quản nơi đây anh đã xác con mợ nó địch phải trở thành kẻ thù với đám thánh kiếm sĩ đó gọi gặp nhau âu cũng là cái duyên cái số takatu đồng ý giúp kèo này nhưng anh chỉ có thể bảo vệ nhỏ trong quá trình tìm người thôi chứ việc xác định vị trí thì anh lực bất tòng tâm cái này khỏi cần lo vì Jadisia dựa vào cảm giác có thể xác định khả năng cao em gái bị nhốt ở dưới tầng hầm của tòa tháp. Đúng lúc này ba khứa Rick, Lino và Frederica đi thăm ngàn rất chăm chỉ vô tình đụng độ nhóm của anh. Thời gian kết thúc hiện tại đám đông còn lại tổng số 17 người chính thức trở thành thánh kiếm sĩ mùa này. Cùng lúc đó mấy cô nhân viên canh giữ phòng trấn áp kết giới hốt hoảng chạy tới thông báo toang rồi cụ thánh kiếm sĩ ơi lớp kết giới đầu tiên đã bị phá. Và lớp thứ hai chẳng cầm chừng được bao lâu nữa cả đám vừa nói dứt câu một nguồn ma lực cứ thế ập tới thổi bay cả nóc tòa tháp để lộ ra chứng khí dày đặc bao trùm xung quanh một tên thiên thần bóng tối bay lơ lửng trên bầu trời tuyên bố hôm nay chính là ngày ma nhân trùng sinh quay về thống nhất lục giới và toàn bộ lũ con người sẽ trở thành vật tế tuyệt cà là vời nhất quả đất cho ngài urabi đâu thể tụi ma tộc ngứa mùng cuồng ngôn thêm nữa ông ra lệnh cho toàn đội sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vinh quang đầu tiên của một thánh kiếm sĩ bên này nhân lúc hỗn loạn takatu cùng tomochika hộ tống dcia xuống tầng hầm gấp rút tìm người phía trên tên ma tộc nói nếu muốn sống sót hãy mau nói ra cách phá giải kết giới tầng thứ hai còn nếu chống đối cứ nhìn thằng cha bị xét đánh này làm gương do urabi một mực không chịu nói ra cách phá giải số người ngã xuống ngày một tăng frederica với cái tính hổ báo cáo chồn méo sợ bố con thằng nào bao giờ sung phong dùng hỏa cầu tấn công tên ma tộc nhưng nhanh chóng bị hắn dập tắt bởi một cái phất tay nhẹ như bông lúc này một tên nhóc khác ngó đầu ra sau lưng tên thiên thần sang ngã hóng cho vui nhìn cái bản mặt khinh thường mình ra mặt của bọn ma tộc máu liều nhiều hơn máu não Frederica tiếp tục tấn công quyết tâm phải làm gỏi tụi này cơ mà lần này thằng cha thiên thần áo đen còn chẳng phải ra tay đòn đánh của nhỏ cứ thế bị thằng nhóc tự xưng lút chặn đứng tới lúc đòn đánh qua đi Frederica bàng hoàng mặt cắt không còn một giọt máu khi nhìn thấy cánh tay cùng cầm cây trượng của mình bị biến thành kẹo bông gòn mặc cho cậu ta liếm mút nó còn liên tục cà khịa Frederica tuổi con ngan đòi đứng đây đấu với chúng Tới phiên Rick tiến lên combat có vẻ khá khẩm hơn Frederica nhưng vẫn chẳng thể chạm vào người tên nhóc kia. Nhìn cô bạn trở thành tàn phế trong vòng nửa nốt nhạc Lino đau lòng quyết tâm thử một lần được ăn cả ngã về mo, cậu tung một lần hết đống đá xin lỗi. Với ý muốn phục hồi cánh tay cho nhỏ tuy nhiên thế méo nào lại triệu hồi nhầm cô nàng nữ thần đưa mình tới thế giới này. Lần này nữ thần khẳng định mình rất nghiêm túc với mục đích quét sạch bọn rùi nhặng kêu cậu cứ tin ở mình. Nhưng sau đó tên thiên thần sa ngã lại cung kính cúi chào à nữ thần còn thằng nhóc con mau mải chạy tới ôm yêu thắm thiết. Rõ rồi nhé tất cả đều do một tay ả sắp xếp. Ngay từ đầu ả chỉ lợi dụng vận xui của cậu nhằm mượn tay cậu triệu hồi mình tới đây dọn sạch đám nhân loại ngu lâu rốt dai khó đào tạo nhằm phục hưng ma tộc. Dưới đường hầm ba người đang rất mệt mỏi vì cầu thang là một vòng lặp vô tận bởi nó đã bị ảnh hưởng từ kết giới bên ngoài. Có vẻ như bọn họ không muốn ai đó phát giác ra thứ cất giấu dưới này nên mới tạo ra đường đi khúc hủyểu như thế. Anh có thể sử dụng năng lực giết chết tên chủ mưu đứng đằng sau nhưng khả năng cao kẻ đó là đồng đội của Theodicia nên anh không thể ra tay đột nhiên một ánh sáng xanh từ phía dưới vụt qua người Tomochika xông ra ngoài. Cô có cảm giác như có một con quái vật toàn thân chứa các lưỡi dao bay ngang qua khiến người ta sởn cả gai ốc. Tuy nhiên nhờ vậy ảo ảnh về chiếc cầu thang vòng lặp đã biến mất thay vào đó chiếc cầu thanh bình thường xuất hiện giúp mọi người di chuyển dễ dàng hơn. Theo Dicia lòng nóng như lửa đốt chạy như bay xuống đó mở cánh cửa đường hầm ra. Sốc quá trời sốc toàn bộ dân làng đồng đội của cô đã trở thành con tốt thí cho lũ kiếm thánh duy trì kết giới của tòa tháp. Tuy nhiên trong cái đau đớn lại có cái vui mừng vì hiện tại ở đây không có bóng dáng của em gái cô nợ máu phải trả bằng mạng theo DCA, nghiến răng thề rằng nhất định phải bắt lũ kiếm thánh đạo đức giả trả lại gấp bội. Tại trận chiến tình hình mỗi lúc một tệ hơn, kiếm thánh Lo xa quyết định truyền thụ lại sức mạnh cả đời mình cho Rick. Nếu ổng có đen đủi bị hẹo tại trận chiến lần này, cậu auto thăng cấp lên thay thế chức vị của ông ta. Urabi dự tính lôi năng lượng dự trữ ở dưới tầng hầm ra quyết sống mái với bọn này. Lino đau khổ quỳ dạp xuống xin lỗi mọi người vì họa từ cậu mà ra. Biết mình chết không hết tội Lino muốn làm gì đó để giúp đỡ mọi người dù chỉ một chút xíu. Như mọi khi nếu cậu chết chắc chắn có thể hồi sinh tại đầu server nên cậu lấy hết can đảm ra câu giờ với nữ thần. Trước câu trả lời mục đích của cô là gì à nữ thần nể tình cậu đồng cam cộng khổ để mặc mình lợi dụng bao năm thương tình đồng ý tiết lộ. À và ma thân vốn có tình cảnh gắn bó sâu đậm với nhau cho tới ngày đó hắn một đi không trở lại khiến nữ thần đau khổ khóc một dòng sông. À từng cử rất nhiều kẻ có sức mạnh phi thường đi giải cứu chồng nhưng tất cả đều bại trận dưới tay kiếm thánh. Thua kèo này ta bày keo khác mạnh hơn à quyết định bản cho dị giới một quả tạ đen đủi mang tên Linh Càng ngay càng sốc Lino vốn biết số mình đen như cờ hó nhưng bây giờ nó liên lụy tới cả nhân loại thật sự quá sức chịu đựng với thanh niên số khổ. Hiện tại kế hoạch đang đi theo đúng kế hoạch của ả à, nhưng vẫn phải xem lại cho chắc ăn. Đây này vận xui của Lino đã mang tới rất nhiều may mắn cho à. Trước tiên kẻ duy nhất có thể củng cố kết giới đã hẹo không rõ nguyên nhân. Kế tiếp thằng cha chuyên giết thần cùng dàn harem gây nguy hiểm cho cô cũng bị cho đi đắp mộ cuộc tình. Ả à muốn mọi người chứng kiến cảnh chồng ả à trùng sinh trở lại sau đó mới cho cả bọn đắp chiếu bật lên nụ cười đầy thỏa mãn ả lôi cốt lõi của kết giới ra bóp nát nó tan thành cho bụi lớp màn chắn cúng cuối của kết giới theo đó vỡ vụn trong phút chốc tuy nhiên lạ thay chỉ có nữ thần thánh kiếm bừng tỉnh thôi còn lại thằng cha ma thần chẳng chút động tĩnh nào cứ thế rơi tõm xuống sông làm cả bọn sốc đứng hình còn ả à, nữ thần xịt keo cứng ngắc hóa ra cái câu nói thì thầm mùa xuân ở đầu phim của takatu chính là anh đã lỡ mồm tiễn tên ma thần đi gặp các cụ của hắn vào lúc vô tình mất kiểm soát năng lực cao thủ không bằng tranh thủ theo chớp cơ hội phi thân lao lên chém đứt động mạch cổ của urabi báo thủ thành công cho dân làng ngay lúc nước sôi lửa bỏng kẻ xâm nhập từ tầng hầm lao tới bonus cho nữ thần một nhát đâm xuyên bụng nhưng vẫn chưa đủ đô để lấy mạng à. Tên thiên thần sa ngã chưa tin nổi sự thật ma thần tôn kính của hắn đã đi ăn chuối cả nải ngắm gà khỏa thân liền bay xuống đó kiểm chứng. Khó khăn chật vật lắm hắn mới vác nổi cái xác của ma thần lên tính đồng quy vu tận với cả nhân loại. Núp sau tảng đá Takatu kêu hai em mau bám vào tay anh sau đó chỉ với một ý niệm đám ma nhân lần lượt dụng như sung vì dính trưởng trí mạng của anh. Ngay cả thằng thiên thần sa ngã cũng bị anh cho slot thả mình trôi sông cùng ma thần chứng kiến tận mắt cảnh anh yêu bị làm gỏi cùng con dân ma giới nữ thận hận quá hóa rồi bật cười như điên như dại tại chỗ đúng lúc đó io kéo theo tên mập daimo tới nhập hội góp vui qua kiểm tra nhỏ nhận ra rick đã trở thành thánh kiếm và thanh kiếm trong tay cậu có thể tiễn ả nữ thần đi hội ngộ với người yêu chỉ với một nhát trí mạng xuyên nội tạng giữa làn khói mịt mù takatu dù hóa thành cho daimo cũng nhận ra thánh xác định đối tượng io nhanh chóng kiểm tra xem thanh niên hiện ở cấp bậc nào và kết khiến nhỏ kinh hoàng sợ hãi bởi anh là một hồi kết mang hình người với những thông tin ngoài sức tưởng tượng nhỏ thâm chửi thề con mắm say nghịch ngu hết mức dám triệu hồi cái thứ quái vật tới chơi đã ngay nhiệm vụ được giao ra tận biên giới nhỏ lấy cớ mình chỉ hộ tống thằng mập tới đoàn tụ cùng mọi người sau đó thân ai lấy lo để lại cu cậu còn mình chạy trước nhìn thằng mập với ánh mắt ghê tởm chẳng khác trước là bao tomochika luôn mất chế độ xanh lá với hắn takatu thắc mắc ơ sao bảo đeo cái vòng cổ đó sẽ trở thành nô lệ kia mà lẽ nào cu cậu dám nói dối ư ấy ấy em nào dám dối thần lừa thánh đơn giản do quên vế sau chưa nói hết là nó không có tác dụng vĩnh viễn thôi quay trở lại với việc ám sát kiếm thánh Rick hỏi Theodisia tại sao cô lại ra tay giết một kẻ phe mình dành cả cuộc đời để bảo vệ kết giới thì có sao ta đang trả thù cho tộc nhân của mình ngươi có ý kiến gì cứ việc lên kèo đại chiến Takatu đứng đó nhanh chóng ra mặt nói giúp Theodisia lý do rõ nhất đang ở dưới tầng hầm nếu xem xong cậu còn có ý kiến ý kèo cứ việc cho Thánh xin cái hẹn Thánh Vương đứng bên đâu lỡ để Rick đùa với thần vì cô biết khi nãy anh chính là kẻ sử ma nhân cùng đám người ma tộc danh con như Rick làm gì có cửa mà đòi thắng anh Thánh Vương xin cúi đầu cảm tạ màn cứu cánh kịp thời của Takatu trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Rick. Bị Rick truy hỏi xuất thân bất bình thường của anh từ đâu mà ra thánh trả lời đơn giản tại hạ chỉ là học sinh cấp 3 bình thường bị bắt cóc tới đây. Tomochika kiểu rồi là tầm thường giữ chưa hạ ông nội. Khi biết mục tiêu của hai người là tới kinh đô mọi người đều tiết lộ mình cũng đang tới đó vì các mục đích riêng. Lino muốn tới đó chữa trị cho con nhỏ pháp sư Bedford của mình. Theodicia muốn tới nơi đông đúc đó để nghe ngóng thông tin về em gái Euphemia của mình ơ ơ sao cái tên ấy nghe quen quá tuy nhiên do vợ chồng nhà này hơi não cá vàng xíu nên mãi vẫn chẳng nhớ ra nhân tiện đây tôi xin nhắc giúp đôi trẻ Ophemia chính là con bé vô tình bị lên xin tí huyết và hiện tại đang làm chân sai vặt cho cô ta đó nha trước khi chia tay Rick đưa cho Takatu một sợi dây chuyền kêu anh tới đó có gặp khó khăn gì hãy dùng tới nó bữa tiệc nào cũng tới tàn mọi người chính thức tạm biệt nhau trong khi vừa kêu đều tới kinh đô vậy mà giờ mỗi phóng một hướng nó mới ảo ma vãi ảo. chỉ tội thằng nhóc Daimo bị đôi trẻ coi như tàn hình vứt lại cho đỡ chật chỗ đen thay tên lút phe ma tộc trốn chui trốn lủi mãi bây giờ mới chịu nó mặt ra chặn đầu Daimo. chuyển cảnh tới chỗ Sain, cô ta vừa nghe tin io bỏ chạy thục mạng khi vừa gặp takatu liền rất tò mò xem cậu ta lợi hại cỡ nào à nhanh chóng triệu tập một vị tiến sĩ ở viện nghiên cứu giam giữ anh tới dò xét sau khi nghe tin thánh nhà chúng ta đã bị dịch chuyển tới đây hắn ta cười điên thay mặt toàn nhân loại cảm ơn trời đất cảm ơn cô đã bốc quả bom nổ chậm ấy biến khỏi trái đất đột nhiên điện thoại của hắn vang lên hồi chuông cảnh báo vì nghi ngờ hắn đã tự ý từ bỏ vị trí làm việc trong giờ hành chính đi uống trà đá hệ thống tự nổ sẽ kích hoạt sau 5 giây khiến hắn rối rít cầu xin Sion mang mình trở về trái đất, cơ mà tất cả đã trễ. Bùng máu bắn tung tóe lên mặt giúp Sion tỉnh táo tàu nhận ra hình như mình đã chót dại mang một thứ kinh khủng về nơi đây. Tại chiếc xe buýt bị đưa mọi người tới dị giới hai diễn viên quần chúng bị hẹo ngay đầu phim nay có cô gái đột nhiên sống lại vì hệ thống phát hiện nhỏ ta mang trong mình cơ thể một người máy. Hiện tại nhỏ được ban cho 30 phút bổ sung năng lượng bằng cách ăn thịt con rồng sắp phân hủy kia mặc dù cảm thấy kinh tởm lợm nhưng vì muốn được sống để đi báo thù đám khốn nạn lợi dụng mình nhỏ ta cắn răng cắn lợi ăn miếng đầu tiên quay trở lại những ngày tháng Takatu sống cùng chị asaka tại chiếc lồng giam của viện nghiên cứu mỗi ngày cô nàng đều xuống bếp nấu đủ ba bữa cho khứa nhà ta tuy nhiên do méo điện thoại để lên top top xem cách nấu nên mấy món bà nấu ra tay nghề kém hơn cả mấy món của khứa chai nấu cho hội nobita chỉ tội cho thánh nhà ta mỗi ngày phải ăn những món khủng khiếp với bộ dạng miễn cưỡng nhăn nhó ra mặt đã vậy Asaka còn giả bộ như đang dạy cậu một bài học đầu đời cấm bao giờ được chê món ăn của con gái nấu vì như vậy con gái nhà người ta sẽ buồn cho coi. Nói thì văn vẻ vậy thôi chứ khi bà ăn miếng đầu tiên cũng phải công nhận dở dã man tàn bạo. Xem tiếp danh sách nhiệm vụ có yêu cầu bà cần dạy anh làm một người có ích cho xã hội, trong khi ngay cả một quyển sách giáo khoa cũng méo gửi tới khác gì mấy bố đánh đố người ta. Càng lúc càng mệt mỏi thậm chí méo biết lương lậu thế điếu nào càng làm bà cô trẻ lâm vào bế tắc sờ chết trầm trọng. Hôm nay khi đang dạy anh các chương trình tiểu học thì người giao lương thực có đi ngang qua. Asaka hơi bất ngờ vì đó là một robot nhưng có còn hơn không cô như túm được phao cứu sinh nhờ cô ấy lần sau tới nhớ mang cho mình sách giáo khoa chương trình tiểu học, sách hướng dẫn nấu ăn, chó. Điện thoại có gắn sim 4 giờ để xem gì view phim, máy chơi game vân vân và mây mây không ấy lôi thêm cả cái tiệm tạp hóa tới đáy bà cũng nhận tất. Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ chiều tối Asaka dẫn anh ra đồng ngắm ánh hoàng hôn chiều tà bởi trong nhà có cái gì giải sầu được đâu, thời gian trôi nhanh như cánh én thoi đưa chẳng mấy chốc ngày nhận lương đã tới viện nghiên cứu dành cho cô lời khen hết nấu vì cô là người đầu tiên trụ nổi được một tháng bởi những người khác chỉ sau một hai ngày sống chết đòi chim cút xôi xéo mà chẳng hiểu tại sao tất nhiên do nó vừa buồn vừa chán hơn con rán chứ sao nữa asaka muốn yêu cầu thêm người phụ giúp chứ vừa làm cô giáo vừa hóa thân thành bảo mẫu đảm đang là việc quá sức với cô có còng lưng cũng chịu không kham nổi Tuy nhiên làm gì có ai chịu nổi nên thôi cô dáng chịu ha đây tiền lương tháng đầu tiên cho việc bảo vệ thế giới của cô dày xương xương cỡ này thôi nếu làm tốt tháng sau viện sẽ xem xét tăng thêm. Tuy nhiên Asaka liền phản pháo tiền nhiều mà không được tiêu thì có ý nghĩa gì kia chứ, ơ ờ, tôi có bảo cô phải ở đó mãi mãi và vĩnh viễn đâu. Ủa là sao vậy có được ra ngoài hả nhưng còn vụ ăn uống của thằng nhóc thì ai lo. Ơ ờ, cô không nghĩ người máy có thể kham hết mấy vụ đó ư, ừ, đậu xanh rau má lúc phỏng vấn phải nói rõ ra dùng bà mày chứ. Cầm cọc tiền siêu dày trong tay, cô nàng ngay lập tức viết đơn xin nghỉ phép đi ăn chơi mua sắm tẹt ga vung tiền xả láng hệt như một phú bà cho bỏ công cả tháng qua bị nhốt ở một xa lạ tuy nhiên cuộc sống xa hoa chưa kéo dài được bao lâu thì kiếp nạn của cô bất ngờ ập tới tỉnh dậy trong một căn phòng tối đen như mực cô nghe qua chiếc loa phát thanh thông báo hiện cô đang ở tổ chức phòng chống tận thế phá hủy và phong ấn những mối nguy bọn chúng hứa nếu cô chịu hợp tác nhất định đảm bảo tính mạng cho cô an toàn trở về ở căn cứ takatu rất chăm chỉ đọc sách chờ asaka trở về những tới chiều tối vẫn chẳng thấy bóng dáng bà chị đâu cậu này ra ý định đi kiếm bà chị cho thỏa nỗi nhớ nên đã tới hỏi robot cách thoát khỏi đây robot nhận lệnh đưa cậu tới cánh cửa không gian nhưng cánh cửa này chỉ mở được từ bên ngoài chứ bên trong thì đành bó tay chấm a còng hết cách anh ngây thơ ghé mặt vào mấy cái cam theo dõi răng khắp nơi yêu cầu mấy người kia mau thả mình ra khiến cả phòng quan sát phải bật dậy vì run rẩy một bà chị do quá khiếp đảm thánh nhà chúng ta nên có ý định khai môn mấy ông anh đồng nghiệp có ý định ngăn lại cứ thế bị cậu đưa đi trầu trời hết anh bảo vệ định rút súng ra xử bà chị kia nhưng cuối cùng cũng bị khứa cho đang xuất nốt cửa mở Takatu lần đầu tiên thấy quang cảnh ở bên ngoài lồng giam, cậu không có ý định sát sinh nữa mà chỉ hỏi viện trưởng Asaka đang ở đâu. Nhắc tới chuyện này, viện trưởng thở dài bất lực kể ra chuyện Asaka đã bị tổ chức hắc ám bắt cóc. Do đối phương quá mạnh việc đi giải cứu chị ấy đối với tổ chức khác gì lấy trứng trọi đá, nếu vậy để tôi đi tôi nhất định đưa chị yêu bình an trở về. Trước lúc đi cậu còn đặc biệt căn dặn cả đám nhớ giữ bí mật vụ lạm sát khi nãy với Asaka dùng bình áo một mình tiến vào đồ sát cả một tổ chức tầm cỡ thế giới những kẻ còn lại nhìn ra khả năng của cậu tính cho cậu ăn kẹo đồng từ xa trước khi bị cậu nhìn mà méo hề biết dù ở xa hàng km chỉ cần thánh muốn liền có thể lấy mạng dễ dàng cả bọn cả viện nghiên cứu chìm trong chết chóc asaka nào hay biết những chuyện đó vẫn đang than vãn biết thế nên tìm công việc đàng hoàng hơn sáng đi làm tối về đi cà phê chiêu chiêu đột nhiên có một ả cầm súng vào uy hiếp cô cùng lúc đó takatu đuổi tới nơi nhìn cảnh chị yêu bị uy hiếp lập tức cho con nhỏ kia theo chân đồng đội ngay kẻo bị lỡ đội hình Gặp lại Asaka cậu vui lắm chạy tới ôm chặt lấy chị kêu chị mau về nhà với mình. Đi theo cậu ra ngoài cửa nhìn khung cảnh tàn khốc của tổ chức chị như nhận ra gì đó nhưng rất nhanh nắm chặt lấy tay cậu kèm theo một nụ cười tươi rạng rỡ dắt cậu về nhà. Trở về nhà giam viện trưởng tôn trọng ý kiến của cô sau khi biết hết mọi chuyện việc đi hay ở tùy cô quyết định. Dù mang trong người sức mạnh hủy diệt nhưng khi nhìn nụ cười ngây thơ của con trẻ Asaka đâu vô tâm lỡ lòng bỏ lại cậu đơn độc ở đây dù chưa biết có được lâu dài hay không nhưng asaka nhất định cố hết sức trong quãng thời gian còn nhận lương triệu đô sẽ nuôi dạy takatu trở thành một công dân có ích cho xã hội trở lại dị giới tomochika đang mải ngắm trộm nhan sắc của chồng yêu thì bất ngờ bị bà cô tinh ý phát hiện vạch mặt có phải ngươi đang nghĩ người gì mà nhan sắc đẹp hết cả phần của con gái vậy chứ bị bà cô nói chúng tim đen con bé xấu hổ lắm cơ mà ai bảo cái mặt cô viết rõ sáu chữ Ume chữ e kéo dài ra rõ một một thì đó đứa nào giả mù được Vừa mới tới cổng kinh đô ba người đã bị đám lính canh yêu cầu xuống xe xuất trình giấy tờ vì bị nghi ăn trộm xe từ binh đoàn Ma Thầy. Takatu cũng đã nói thật với họ cái xe này mình được tặng cho mà trông chúng có vẻ nghi ngờ lắm. Cứ vòng vo tam quốc mãi đôi bên đều mất thời gian vãi trưởng, chợt nhớ ra Rick từng đưa cho sợi dây chuyền và bảo rằng nếu gặp rắc rối hãy cứ lôi ra. Đây ta cho các ngươi xem cái này, vừa nhìn thấy sợi dây chuyền đồng loạt cả đám canh cổng lập tức quỳ dạp xuống cung kính mời ngài vào trong. Vào lúc tưởng chừng như qua được rồi thì bất ngờ có thằng cha tóc vàng tên David ngứa mồm đi tới, Nói cái sợi dây đó chỉ như giấy phép thông hành chứ đừng mơ dùng nó đi lại tự do trong thành. Đội trưởng gác cổng có ý kêu thằng cha kia bé bé cái mồm lại ai cho phép xỉ nhục bảo vật hoàng gia, tuy nhiên vốn đã không được lòng hai vị quý nhân kia từ trước nên gã chẳng cần giữ kẽ. Nếu đã tự xưng là bạn của Rick hẳn phải là hiệp sĩ thánh vương, sợi dây truyền của hiệp sĩ thánh vương chưa đủ chứng minh hắn muốn một trong hai người phải đấu solo với gã một trận. Ở đây chỉ có mình Tomochika biết tí võ mèo cô vốn không đủ can đảm tham gia cơ mà chồng yêu lỡ cổ vũ giữ quá liền đánh liều chơi lớn một phen đứng đối đầu nhau tomochika giơ thanh đoàn đao ra đưa qua đưa lại trước mặt gã hệt như đang chơi trò thôi miên nhưng chỉ có bà cô moko nhận ra con bé đang chơi trò dương đông kích tây ngay lúc tên kia lơ là cô tung dao về phía hắn sau đó dùng khinh công di chuyển qua sau lưng lấy chân đá thẳng vào con họa mi mới lớn của gã sau màn thể hiện mãn nhãn vừa rồi đám quân lính càng khẳng định cô chính là phù thủy kiến thắng hàng rian chính hiệu nổi như cồn khắp mọi nơi chấp nhận thất bại tên tóc vàng sau khi xoa dịu con họa mi liền sung phong làm hướng dẫn viên du lịch nhằm gây thiện cảm với chị đẹp nhà ta nói về các bức tường kiên cố bao quanh kinh đô nó được tạo ra bởi nguyệt đạo dị giới hay cũng tức cái khứa vàng chóe bị anh cho đi đắp mộ hôm đi thám hiểm tòa tháp nhờ có bức tường bất khả xâm phạm này mà kinh đô có thể bình an sống qua ngày không lo bị kẻ xấu xâm lăng để ý thấy mọi người trong thành ai ai cũng đem theo rất nhiều vũ khí tomochika lên tiếng thắc mắc và david tiếp tục giải thích cho người đẹp hiện tại trong kinh đô mọi người đang có ý định đi xâm lăng vùng đất của ma nhân đang cai trị ở phía dưới ủa tưởng cái ông ma nhân hôm bữa bị hẹo rồi kia mà đào đâu ra thêm cha nữa vậy má Tuy nhiên có vẻ như David không hề biết tới sự tồn tại của tên ma nhân ngoài kinh đô. Chơi bời như thế thôi cả hai nhanh chóng goodbye chàng trai nhiệt tình đi tới hội tụ cùng đám bạn trong lớp. Trải qua bao gian chân vất vả cuối cùng cả hai đứa đã tới kịp buổi nhập học cùng mọi người. Khác với thế kỷ 21 người lên bục phát biểu dài lê thê không phải hiệu trưởng mà là quốc vương. Thấy tên quốc vương ăn kiểu kinh thường người khác ra mặt một cậu bạn tự tin đứng dậy phản bác khiến quốc vương bật cười vì một thằng ớt ơ lại dám hỗn với mình. Hóa ra thằng nhóc kia tự tin như vậy vì có khả năng ngưng động thời gian nhưng tất cả đều vô dụng với quốc vương. Và thế là với một phút bốc đồng cậu bạn kia liền bị quốc vương phế luôn cả bàn tay dám chỉ vào mặt ông ta. Tại một khu rừng hẻo lánh tránh xa với đời, sai cố tình tìm tới Io để hỏi chuyện về Takatu nhưng nhỏ có vẻ vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc đầu đời vì chạm phải một đấng siêu nhiên quá khiếp đảm. Ở bên kia thằng mập Diamond thổ đế sau vài câu uy hiếp kèm theo mấy cái lười yêu của tên lút lập sức sợ run lẩy bẩy phun hết ra mọi thứ về anh ra nhà ta. Nghe qua anh thật sự quá bá nhưng nợ nước còn đó cậu ta đâu thể để anh sống ung dung tự tại đi vậy. Nếu không thể đụng tới hai cọng tóc mai xanh xanh của thanh niên hắn sẽ mở khóa cho em gái ma thần một. Do hắn không cam tâm khuất phục dưới trướng của em gái nên đã chơi bài bẩn phong ấn người ta lại. Đại nghĩa này thuộc về ma giới con người như ta xin cáo từ trước nhé. Dứt câu tên Daimo lòng đầy linh cảm xấu mau mải té trước bằng hai cái đầu gối tuy nhiên chạy đâu cho thoát hả bay. Tên lút bắt lại ngay vì chỉ có tên mập lợn quen biết nên vẫn còn tác dụng quay trở lại buổi nhập học sau khi xử lý xong thằng nhóc bố láo quốc vương nêu ra nhiệm vụ của cả bọn cần phải di chuyển xuống lòng đất tiêu diệt ma nhân khi đó mới có thể đường đường chính chính được mấy đứa hiền giả công nhận tới khi quốc vương rời đi tomochika nhận ra mọi người chưa ai phát giác ra sự tồn tại của mình nên nhanh chóng hô vang kéo lại sự chú ý của mọi người nhìn thấy tomochika kẻ từng bị mình vứt bỏ may mắn sống sót cả lớp đứa thì trầm trồ đứa thì hoang mang đứa thì ăn năn hối lỗi cơ mà điếu đứa nào thèm quan tâm tới sự hiện diện của hứa takatu vô hình là sao cùng lúc đó hiệp sĩ kiếm vương trở về sau chuỗi ngày dài đằng đẵng phong ấn ma nhân và được tên tổng giám mục cung kính ra đón tiếp mời ngài vào nghỉ ngơi sau chặng đường vất vả khi nhắc tới chuyện tên ma nhân khiến cả thế giới phải e dè này đã đi đầu thai chuyển kiếp tổng giám mục hỏi cô về chiếc chìa khóa đầy khó hiểu thấy cô có vẻ không biết gì về sự tồn tại của nó tên tổng giám mục liền lôi ra pháp khí chế ngự hiệp sĩ kiếm thánh lúc cô lơ là cảnh giác một cách đầy khó hiểu trở lại chỗ của hai khứa nhà ta hiện nay cậu bạn iazaki từng ra quyết định bỏ lại hai người làm mồi nhử vẫn chẳng có lấy một chút hối lỗi về việc vứt bỏ đồng đội sau đó có cô nàng tóc hồng tên sora đến bắt chuyện nổi tiếng với cương vị idol giới trẻ và còn có năng giúp cường hóa năng lực của người có lời thề với nhỏ mặc dù không phải người lãnh đạo nhưng khi sora ngỏ ý muốn kết đồng minh với đôi trẻ nhóc iazaki lại chẳng dám ho he nửa lời phán bác khiến tomochika nghi ngờ hắn có lời thề gì đó với nhỏ sora chăng ở trong phòng takatu ngồi phàn nàn với hai khứa bạn về vụ cuộc đời thật là bất công tại sao bọn con gái có thể tự do xuống tầng con trai trong khi đó đám giống được chỉ cần đặt nửa bước chân lên cầu thang liền bị xử lý ngay lập tức khi này một cậu bạn khác có tên Fukai với chữ danh tử thần đi tới nói với Takatu những câu khó hiểu đầy ẩn ý. Vì cái chức danh này cậu ta bị bạn bè bật chế độ xanh lá đã đành còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai vì sợ gây họa cho người đó. Đột nhiên thằng cha quái gở tự đưa tay lên móc mắt mình đồng thời xin phép Fred nó có thể nhìn thấu mọi thứ. Cậu ta khẳng định Takatu chưa thực sự giải phóng sức mạnh của bản thân sau đó rời đi bỏ lại con mắt tặng cho anh làm vật kỷ niệm. Phía bên kia Tomochika đang tán phép cùng mấy cô bạn thì có hai nhỏ lạ mặt tới xin phép hẹn cô ra nói chuyện cùng với Takatu sau khi biết chuyện chỉ cần thanh niên nóng dạ liền có thể cho bọn họ một slot đang xuất khỏi trái đất ngay và luôn coi bạn giỏi kiếm thuật ryoko vừa chạm mắt đấng siêu nhiên liền gấp gáp quỳ xuống chào hỏi đầy cung sờ kính bình thường ryoko hay lạnh lùng gơn ngầu đét hơn con bọ chết nay lại cúi mình lom dom thật làm nhỏ bạn carol cười điên không cần lòng vòng làm chi cho mất thời gian carol giới thiệu mình tới từ cơ quan chuyên về khả năng chiến đấu bằng nhẫn thuật và hành động bí mật ryoko thuộc viện nghiên cứu với trình võ thuật xịn sò con bò cuối cùng khứa fukai lập dị khi nãy thuộc giáo đoàn ba người bọn họ bị ép dịch chuyển tới đây để theo dõi Ku mên nhà ta vốn thánh lường trước sẽ bị họ theo dõi nhưng nước đi có những ba người tới thì tại hạ chưa từng nghĩ đến theo lời của hai nhỏ kia tóm lược chi tiết tình hình của cả lớp lại là dư thế này vốn thằng tự luyến iazaki tự bầu cử mình làm lãnh đạo thành công rồi nhưng tới phút chót cả lớp lại bị sora cường hóa lời nguyền ràng buộc với cô ta ngay cả iazaki cũng không ngoại lệ vậy nên bây giờ à ta nắm quyền thâu tóm toàn bộ cả lớp thằng ngu si khi nãy có năng lực dừng thời gian cơ mà cùi bắp quá nên éo lo có năng lực nhìn xuyên thấu của tên bố mắt khá nguy hiểm vì chẳng ai biết mình có trở thành nạn nhân bị cậu ta hấp diêm bằng thị giác hay không. Với tình cảnh hỗn loạn đó Sora chính thức xoán ngôi Yazaki bước lên cương vị người lãnh đạo tối cao. Tuy nhiên lần này bọn họ tìm đến đơn giản chỉ muốn hợp tác cùng anh tìm cách rời khỏi đây chứ chẳng có đích ý nào cả. Đúng lúc Takato cũng đang muốn tìm con ả à, hỏi cho ra nhẽ cách thức quay trở về nhà, thêm người thêm sức thêm một người bạn bớt đi một kẻ thì pha liên minh bền bỉ này cậu xin chấp thuận. Đúng lúc ấy Euphemia sau khi mất đi chủ nhân lần thứ hai liên tiếp cô cảm thấy rất cô độc. Đột nhiên có một luồng sắc khí tấn công từ phía sau. Mai thay nhỏ nhanh chân nhẹ bước tránh khỏi đòn đó. Tuy nhiên nhỏ dường như nhìn thấy trong đầu con mụ vừa đánh lén mình có ngập tràn các ký ức về hiền giả lên đã mất mạng khi đó. Sau cuộc chạm trán đầy khó hiểu Euphemia thất thần đi tiếp đột nhiên đụng độ một con ngựa đang nổi điên chạy loạn trong rừng. Sau đó cô gặp một bé tóc hồng đáng yêu. Nhìn vào ánh mắt trong veo của con bé một cảm giác quen thuộc thôi thúc Euphemia cúi xuống bắt chuyện với nhỏ cô bé dường như cũng cảm thấy cô rất thân quen liền vui vẻ giới thiệu tên mình là lizzy trở lại chọi các học viên sáng hôm sau mọi người chia thành hai phe nam nữ đi chinh phục đường hầm ngoài việc tự thiết kế cho mình những bộ trang phục xịn xò bắt mắt phục vụ cho chuyến thám hiểm hiền giả còn cử tới rick lâu ngày chưa gặp mặt tới bảo vệ các quý cô sau khi hỏi thăm cố nhân đôi ba điều tomochika mới tá hỏa khi biết chế chính là hoàng tử của kinh đô rất nhanh liền đụng độ quái vật mọi người rất tò mò xem năng lực của tomochika ao trình cỡ nào nên để cho cô thể hiện hết nhìn những cước đòn dứt khoát đầy uy lực tiễn hết đám xương khô về với cát bụi bây giờ mọi người mới ngộ ra chân lý hóa ra đúng không thể nhìn mặt mà bắt hình rong điển hình như tomochika con bé giấu nghề kỹ quá mà phía bên con trai có thêm david cùng đội trưởng đội gác cổng tới tiếp sức thánh takatu để mọi người khỏi nghi ngờ đang ra sức dùng các chiêu giết côn trùng nghiệp dư tác nghiệp lên bọn lâu la vừa mới xuất hiện nghe theo yêu cầu muốn được đồng hành cùng gái xinh nhóc lút chơi lớn tự biến mình thành một em gái siêu xinh xẻo đúng chuẩn gu bánh bèo mấy anh trai soái ca hay thích Cơ mà nhìn cỡ nào thằng mập vẫn nhớ về bộ mặt nam giới của nó nên tới bây giờ vẫn bứt rứt phàn nàn suốt cả quãng đường đi vì tội lút cải trang kém quá kém. Hiện tại bọn họ đang tìm lối vào cổng ma giới để giải phong ấn em gái của ma nhân nhưng tìm mãi vẫn méo biết lối vào ở đâu. Cơ mà còn chưa tìm hiểu được cái méo gì đã lỡ đụng độ miệng nó người quen ở đây có chết không kia chứ. Hóa ra ba thằng có năng lực kém lành mạnh của lớp đang ở đây nâng chén tiêu sầu vì bị khứa nhà ta hút hết gái trong khi tụi nó mới là người có năng lực kia mà. Đúng lúc đó một kẻ mặc áo choàng bịt kín mặt đi tới chỗ bọn chúng, bất ngờ chưa mấy thằng chóa EAK tao đã quay lại và điên dại hơn xưa. Hóa ra là con nhỏ bị bỏ lại trên xe hôm bữa sau khi nốc hết con rồng thối nát công lực cứ thế tăng mạnh trở về báo thủ từng đứa. Chẳng để cho lũ này hoàn hồn à ta cứ thế lôi một thằng ra vận động gân cốt đấm liên tục vào mặt gã trước bàn dân thiên hạ cho tới khi tắc thở mới hạ cơn cam phẫn dừng lại. Kể từ hôm nay mỗi ngày ả à sẽ giết một người cho tới khi có thể dùng máu rửa sạch nỗi hận trong lòng. Tên Diamond mặc dù chưa bị phát giác nhưng cũng rén lắm may thay ả à ta chưa phát giác ra mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa con mụ tai ương vừa đi kiếp nạn khác lại ập tới sen với bộ dạng niềm nở nhưng chỉ cần làm ả à phật ý liền bị lấy mạng ngày bật mốt chế độ thân thiện hỏi thăm daimo về thông tin của takatu ngoài việc biệt anh có năng lực giết người bằng sát ý ai cũng biết thì thằng mập này còn biết điếu gì đâu hết giá trị lợi dụng sayan tính cho hắn ngủ củ tỏi cho đỡ chật đất ai nhờ hắn lại có khả năng biến sát ý thành kem tươi thôi được rồi nể tình thằng cha này khá thú vị mụ sayan sẽ giữ lại hắn tấu hề cho cả đoàn phim thêm vài tập nữa nói lời giữ lời à tiết lộ muốn biết cách cửa dẫn tới ma giới cứ tới quán rượu là hiểu ngay. Tối hôm đó mọi người có thảo luận qua về vụ việc trả thù của nhỏ Akaya mới diễn ra hôm nay. Cô ta cam phẫn cũng đúng thôi nên Takatu sẽ không cứu những kẻ bất nhân kia nếu cô ta không chơi ngu tới tìm anh cùng vợ yêu báo thủ. Trở về phòng Sen đang nghe thông báo về việc các ứng cử viên hiền giả đã phá đảo tới tầng 6 việc đi vào tầng 7 chỉ là chuyện một sớm một chiều. Đúng lúc này tên cố vấn Otori vị khách không mời mà tới cứ thế mở cửa xông vào phòng Sen như trốn vô chủ. Otori tới đây vì muốn xin thêm thời gian cho cả bọn trừ khử ma nhân vì lo sợ một tuần không kịp chạy deadline. Vừa hay Saiyan có ý kiến có lợi cho cả đôi bên đây chỉ cần Otori thay ả à trừ khử Takatu ả à sẽ đồng ý cho thêm thời gian thích bao nhiêu ả à cũng chiều. Nói là làm theo đúng lịch hẹn mỗi ngày Akaya sẽ tới trả thù một đứa bạn. Vì từng ăn hết cả một con rồng có lực chiến mạnh mẽ nên bây giờ năng lực của Akaya không phải dạng vừa đâu. Cô bạn lần này đối đầu với nhỏ ta có khả năng cường hóa vạn vật có thể gia tăng sức mạnh mọi năng lực chiến đấu. Tuy nhiên mới chưa đầy một chiêu cô bạn kia đã bị rơi luôn cánh tay trái vì tội chỉ tấn công chứ không phòng thủ. Hóa ra năng lực thực chiến của các ứng viên hiền giả khi ở gần hoàng cung cư nhiên tự động bị vô hiệu hóa tránh gây hại cho quốc vương. Vì không muốn mang danh lấy mạnh hiếp yếu Aika tạm thời cho nhỏ bạn thời gian chữa thương còn mình đi tới hoàng cung xử đẹp tên quốc vương xóa đi cái lệnh khắc chế kia. Đúng như lời Siren tiết lộ sau khi tới quán rượu cả hai nhanh chóng có thể tìm thấy lối đi xuống địa đạo ma giới. Cứ tưởng phải mất thời gian dài lê thê mới tìm thấy chỗ của em gái ma thần ai ngờ vừa đi tới nửa đường. Bọn họ đã đụng độ tuyệt sắc gia nhân Mana cũng tức là vị công chúa ma giới bọn họ đang tìm kiếm. Ô mai gót trước vẻ đẹp mỹ miều 10 điểm tròn trịa của nữ thần tên Daimo cứ thế bị cái tâm hồn to tròn của Mana hớp hồn nửa tiếng rồi chưa thể thoát ra. Nhưng mà khoan lút khá thắc mắc sao Mana có thể tới đây chẳng phải ngài bị ma thần phong ấn hay sao. Mana tự tin khẳng định chắc chắn do anh trai thương ta nên mới dùng ma lực thấp nhất tạo kết giới mới giúp ta dễ dàng thoát khỏi nơi đó tuy nhiên sự thật tàn nhẫn lút nói nhỏ với khứa daimo khi ấy ma nhân thực sự dùng toàn bộ sức mạnh để phong ấn đó chẳng qua do bà này mạnh gấp n, -n lần ma nhân nhưng méo hề biết gì về năng lực bá đạo của mình vừa nhìn thấy chiếc chìa khóa giải trừ phong ấn mana hớn hở vui hơn vớ được vàng vì cuối cùng cô đã có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này trở về gặp anh trai yêu dấu mà không hề biết chế đó đã bị thả xác trôi sông từ lâu trở về lãnh địa của mana lũ trẻ vừa nhìn thấy cô liền rối rít chạy ra gọi mẹ làm daimo sốc toàn tập vì mỹ nữ ấy vậy mà bị bóc tem rồi ư chưa dừng lại ở đó khi nghe cô giới thiệu đây là những đứa trẻ mình và anh trai tạo ra càng làm cu cậu hết hồn chim cu gái. Tuy nhiên sự thật nào có phải vậy, tất cả những không gian cùng các đứa trẻ này đều do mana quá si tình tưởng tượng ra ngôi nhà và những đứa trẻ của mình và anh trai. Dù sau bao năm bị phong ấn nàng vẫn một lòng hướng về người anh trai đéo được cái nước nôi mẹ gì của mình với ánh mắt si tình điên dại. Ca ngày mà biết ổng bị cho đi buôn muối rồi chắc bà sốc chết ngất mất. Chờ đợi quá mệt mỏi hôm nay Akaia quyết tâm tìm tới phòng của hoàng đế ngay trong lúc lão đang xếp hình đầy hang say nghe kẻ tới mang theo địch ý muốn ám sát mình để trả lại sức mạnh cho các ứng cử viên hoàng đế cười khẩy khinh thường con nhóc bố láo ngay lập tức quốc vương tung hỏa thần hỏa tấn công Akaiya tuy nhiên lửa của loài rồng mới gọi là cụ của hỏa ngay tức khắc ngọn lửa của hoàng đế bị đánh bật trở lại thiêu dụi hắn a à này cái cô ở trên giường kia ơi lão ta có phải hoàng đế thật không sao mà ta thấy lão phế quá chắc chỉ giỏi chuyện ấy ấy thôi hả xong việc Akaiya tiếp tục tìm tới cô bạn karate đai đen vừa bình phục cánh tay để tái đấu thích thì nhích ngay bà lại sợ quá cơ mất đi rào cản sức mạnh trở về trạng thái cô bạn nhanh chóng chiếm thế thượng phong lao tới đấp Akaiya liên tục vào cái mỏ hỗn. Tuy nhiên đường còn dài đi tới cuối mới biết sức ai dai Akaia chỉ cần một câu thần chú đã có thể thiêu dụi bàn tay đấm bốc của cô bạn. Thấy cô bạn có ý chiến tiếp ả à liền gọi ra đuôi rồng siết chặt tình bạn thắm thiết tới mức cô bạn kia vỡ vụn thành từng mảnh. U là trời quả nhiên tình bạn cảm lạnh là đây chứ đâu. Đêm tối một câu trai nhận được thuê ám sát anh dai nhà ta, Sáng hôm sau Tomochika đi tới cầu nhàu anh dai nên ra ngoài hít thở không khí trong lành đi cứ du rú ở nhà có ngày thành cớm cho coi. Thực ra ý cô là muốn anh mau dẫn mình đi dạo phố mua tà tưa rồi đó còn không dẫn vợ đi nhanh đi chứ còn chần chừ gì nữa. Do tiện đường hai người có ghé qua hiện trường toang hoang đêm qua do Aayaka à để lại. Trên đường đi tìm quán tà tưa đẳng cấp ngon bổ rẻ full topping bất ngờ hai người bị một thằng sát thủ đang bị ép đi ám sát anh. Tuy nhiên với khả năng tự cảm nhận địch ý tới gần liền tự kích hoạt chế độ tự hủy thằng nhóc bắn tỉa cứ thế bị cho ra bãi tha ma giết anh không thành bọn chúng đổi hướng qua ngắm bắn vợ yêu tomochika nhưng rất nhanh đã bị anh phát giác ôm vợ vào lòng nhường viên kẹo đồng cho ông già xấu số, số đứng gần nó ái chà chà bọn này giỏi đụng tới ai chứ chạm vào bồ anh chúng mày tới số rồi nha con anh nhìn vào thiết bị theo dõi của tụi nó tuyên bố tao sẽ tới gặp mày nhanh thôi thằng chóa nghe mà dén thằng cha khai hớt hải khăn gói hành lý chim cút lên máy bay bỏ chạy cơ mà có chạy bằng trời anh đã nhắm thì hắn chỉ có nước rơi cùng máy bay lăn tới đây trình diện anh hai bé tinh linh hắn tính dùng vào chơi xấu đánh lén đã bị bà cô xử cả rồi vẫn có ý định chống đối tên chủ mưu gọi cả gia kinh thú Fenzi đối phó với anh ai rẻ mới ló cái đầu ra liền bị anh đem đi làm cày tơ bảy món thơm ngon hết nấc. Hết cách gã ta đành triệu hồi con át chủ bài cuối cùng nữ vung minh đô có khả năng chi phối toàn thế giới. Cơ mà ma thần anh còn dám cho hẹo thì mấy ả nữ vương tầm thường hơn cân đường hộp sữa. Này làm gì có cửa sống quá hai giây, nữ vương cứu cánh cuối cùng đã gục cô ả à thuộc hạ áo đỏ theo sao với chưa tiểu lý phi đao mém hẳn con dao vào mặt anh rất nhanh chóng nó nhưng đã bị tốc độ bàn thờ của cô tóm lấy lần này phải cảm ơn vợ yêu đã cứu anh một mạng vì khi nãy anh không hề kích hoạt năng lực một câu chết luôn thay vào đó anh chỉ đánh ngất cô bé nào còn tên kia bây giờ nhà ngươi mau phun hết những thông tin hữu ích ra cho ta ngay và luôn tại chỗ của mana lút đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm xin lỗi daimo khi kéo cậu vào chuyện này daimo khó hiểu ra mặt nếu không phải đi bên cậu ta nãy giờ cậu cứ tưởng chế ăn nhầm phải thuốc ăn năn hối lỗi ấy chứ để đền bù cho daimo cậu đưa cậu ta chiếc chìa khóa thần hồn mệnh có nó sẽ không bị mana giết Tự nhiên nói toàn chuyện buồn ghê luôn á đai mô người ta muốn khóc rồi đây này. Cơ mà khi nhìn thấy sự quyến rũ của nữ thần ngồi thả dáng ở trước mắt thằng mập nào còn tâm trạng nghĩ tới. Tâm trạng sầu buồn khi nãy nữa thay vào đó cái vẻ mặt khoái khoái chảy nước miếng của nó nhỏ cả dãi ra rồi kia kìa. Trở lại chỗ của men tên kia biết mình lỡ chơi ngu nên đang ra sức cầu xin anh tha mạng cho mình lần sau có cho tiền gã cũng chẳng dám ho he bén mảng tới địa bàn của anh. Tuy nhiên việc anh cảm thấy khó chịu khi hắn dám dùng năng lực tạo ra thứ ở thế giới cũ làm ra các Eju bản sao phục vụ cho ý đồ xấu xa của mình. Việc này hoàn toàn chạm phải giới hạn của anh nên buộc hắn phải đi lãnh cơm hộp. Đưa Inju bản sao vào nghỉ ngơi anh tiết lộ chuyện mình và Inju ở thế giới thực thân nhau từ tầm bé. Bằng cách thức nào đó tên kia biết về mối quan hệ của anh và Inju nên mới cố tình tạo ra cổ nhằm đối phó với anh. Hiện tại anh chỉ muốn người bạn thời thơ ấu của mình tránh xa các trận chiến máu lửa ở nơi đây an nghỉ trong giấc ngủ bình yên tới mãi mãi về sau tránh. Cảm nhận nỗi bi thương trong giọng nói sầu muộn Tomochika bày ra bộ mặt lâm ly bi đát khiến anh chợt hiểu ra chắc hắn con vợ mình đang hiểu lầm gì đó chắc tới hẹn lại lên đúng giờ vàng của mỗi tối Akaia đều tới lấy mạng thêm một thành viên theo đúng kế hoạch, lần này là anh đầu bếp có kỹ năng phân thân chém sắt như chém bùn bằng con dao cắt gọt. Tuy nhiên dù có phân thân ra hàng trăm hàng nghìn nhân bản chỉ cần một ngọn lửa Akaia phóng ra cơ thế thiêu dụi cả bản sao lẫn bảnh chính của ông anh đầu bếp. Hiện nay đã có những 8 người quy tiên dưới tay ả à Akaia Idol Sora thân làm người chỉ huy đâu thể ngồi yên nhìn quân mình rụng dần như lá cuối thu được. Hơn nữa mọi người trong thành phố bắt đầu cảm thấy phiền phức khó chịu muốn đuổi cả đoàn đi nếu cứ thế này sẽ chẳng có ai đủ khả năng trở thành hiền giả và khi đó tất cả lớp sẽ phải đi đầu thai chuyển kiếp dưới tay mụ sayen hết cách chỉ có nước tự lực cánh sinh với thời gian chạy nước rút sáng hôm sau mọi người đồng hành cùng nhau công phá hầm ngục tiến tới xào huyệt của ma nhân thứ hai chính là mana em gái ma thần dưới sự đoàn kết phối hợp ăn ý của những người có năng lực trong lớp rất nhanh lũ quái vật lần lượt bị xử tử giúp cả nhóm có ngay bữa tiệc buffet cho tối nay cái gì tới cũng sẽ tới có muốn tránh cũng không nổi Lút lấy hết can đảm kể ra chuyện ma nhân rất tốt nhưng thần rất tiếc vì ngài đã hy sinh dưới tay đám nhân loại xấu xa mana nghe xong có vẻ bình tĩnh hơn Di-mô nghĩ tuy nhiên càng như vậy càng có điểm báo thủ cho anh trai ả nhất định sẽ làm nhưng trước đó ả có một suy nghĩ biến thái đó là tạo ra một anh trai trong suy nghĩ của ả chẳng chút do so dự ả xin ngay hai cánh tay của lút vì để tạo ra cơ thể ma nhân cần các cơ thể có chứa nguyên tố của hắn nghe mana có ý cướp luôn bộ não có chứa ký ức về ma nhân của lút tên mập daimo rối rít khẩn khoản xin ả niệm tình tha cho bé nó một mạng cũng được đổi lại ả yêu cầu tên mập mau chóng mở cửa kết giới cuối cùng giải thoát cho ả bằng chiếc chìa khóa lút đưa cho tại lớp học mọi người đang rất vui vẻ thưởng thức bữa tiệc buffet từ những chiến lợi phẩm thu gom hái lượm trong quá trình đánh quái chợt để ý thấy từ chập tới giờ chưa thấy chồng yêu đâu tomochika liền chạy ra ngoài gọi chồng về dùng bữa kẻo đói mà thanh niên lại đang trốn ở một xó tối đen chơi game cày cấp một mình thì có thánh tìm được vô tình thấy david say bí tỉ định lao xuống vực takatu hốt hoảng níu khứa lại Cùng lúc đó Ả Sen rảnh rỗi sinh nông nổi kéo tới bữa tiệc của cả lớp đề xuất một cách tìm ra hiền giả nhanh nhất đó là ra. À đề nghị mọi người hãy tự chém giết lẫn nhau tới khi chỉ còn một kẻ chiến thắng cuối cùng. Tại chỗ anh cùng David đang đứng mặt đất tự nhiên nứt ra chẳng rõ nguyên nhân sau cùng nó lún xuống đem theo cả ảnh và David cứ thế lao thẳng xuống vực sâu vạn trượng. Tại khe thung lũng Theodicea đang theo dõi và ra tay trừ khử một tên buôn bán nô lệ nhằm giải cứu các bán ma bị nhốt ở bên trong. Trùng hợp thay lần này ngay cả Ophemia cũng có chung mục đích đó. Ánh mắt đối mắt mặt đối mặt tạ ơn trời đất sau bao gian chân vất vả ngược xuôi chị em hai người nay đã có thể trùng phùng với nhau trở lại chỗ con mụ mỏ hỗn xayn à ta tiếp tục ra điều kiện phần chơi chính thức khép lại sau một giờ đồng hồ nữa khi đó những người không chịu sát sinh sẽ phải chết dưới tay ả à, và ai cố gắng trốn thoát khỏi khu vực này liền có chung kết cục với những kẻ lương thiện ép người quá đáng vậy chỉ cần ngươi chết đi là xong đúng chứ sai đồng ý tán thưởng với lối suy nghĩ đó của Fukai nhưng ả à khuyên mọi người nên làm theo kế hoạch của ả à còn có thể giữ được mạng Fukai mép tin liền dùng năng lực của mình ban cái chết cho ả, à. tuy nhiên ả có năng lực hồi sinh ngay lập tức nên cứ chết đi sống lại trong vòng chưa đầy 5 giây, khiến Fukai không chịu chấp nhận sự thật mình bại trận cứ thử đi thử lại làm ả à ta khó chịu ban ngay cái chết cho kẻ cố chấp không biết trời cao đất dày. Bữa tiệc trăng máu chính thức bắt đầu, mọi người hoảng loạn bắt đầu tháo chạy chỉ mong có thể thoát khỏi địa ngục trần gian này. Ở phía bên kia Takatu và hứa phê cần David đang rơi tự do mỗi lúc một nhanh hơn. Ngay lúc đó lời dạy của chị Asaka vang vẳng bên tai rõ mùng một, chị dặn cậu lời hứa là vàng là bạc nếu không làm được cấm có hứa còn nếu đã hứa thì nói lời phải giữ lấy lời đừng như con bướm đậu rồi lại bay nhớ về chuyện mình đã hứa với vợ nhất định phải bảo vệ cô bình an trở về nhà ăn cơm mẹ nấu anh biết đây chưa phải lúc mình buông xuôi thanh bắt đầu niệm chú cho tốc độ rơi chậm lại cho tới khi an toàn đáp đất xuống tầng 7 nơi có ả mana đang ngự trị bên trong lâu đài kết giới mở ra ả ta đang dần phục hồi năng lực máu trâu máu bò của mình hết giá trị lợi dụng ả đồng ý thả cả hai xôi xéo trước lời khẩn cầu của đai mô Tuy nhiên ngay khi cả hai đi được vài bước ả ta liền quay xe khét lẹt khuếch đại một phần da thịt nhằm giữ chân hai người. Hay nói cách khác hiện tại hai người đang nằm trong bụng ả, biết ả nhất quyết muốn biến mình thành công cụ tái sinh cho cơ thể ma thần. Mặc kệ đai mô nằng nặc đòi đưa mình thoát khỏi đây lút nở nụ cười chào tạm biệt người đồng hành bất đắc dĩ của mình sau đó giơ chân sút mạnh cậu ta bay thẳng ra tòa nhà như đá một trái bóng. Cứ thế cơ thể lút dần dần bị mụ ta nuốt chửng vào chiếc bụng không đáy. Trở lại với chị em nàng tóc trắng sau cú hội hộ đầy cảm động hiện nay họ cùng bé Lola lizli đang trên đường về kinh đô gặp tử thần nhà chúng ta. Bằng một sự thôi thúc nào đó lizli rất muốn gặp Takatu trong khi chưa từng gặp anh bảo giờ. Thực chất thân thể bé bé xinh xinh này có chứa linh hồn mất hết ký ức về giai thoại làm ma cà rồng để đời xưng bá một phương của lên. Demo sau khi chạy thoát khỏi ả à kia thì lại gặp phải anh mê nhà ta. Ơ sao chế phủ sóng khắp toàn quốc đi đâu cũng thấy có mặt thế nhỉ dứt lời đám bầy nhầy đã đuổi kịp sát đít cậu ta sợ hãi tột độ nhảy ngay ra sau lưng thánh rối rít nhờ thánh sử hộ cái thứ dai như rẻ rách đó như thường lệ một câu chết đi của cậu đã dễ dàng phá tan nó nghe nói thánh nhà chúng ta đang có ý định quay trở lại tầng 6 nhưng chưa biết phải đi lối nào thời tới thời để ghi điểm với tử thần đã tới tên mập nhanh nhẹn sung phong để bé cứ để bé lo cơ mà ngài phải hứa bảo vệ ta trên cả quãng đường Thực ra thằng này cái mặt trông xấu xấu bẩn bẩn chứ cái tâm thì cũng không đến nỗi anh quyết định tạm tha cho mập để quan sát thêm. À mà khoan nhớ cõng theo anh khứa phê đá này lên nữa nha mập. Bên trong tòa lâu đài mọi người bắt đầu đi săn lùng con mồi của riêng mình bởi hệ thống đã tác động vào ý thức gieo cho họ cảm xúc ham chiến mãnh liệt. Cậu nhóc Anhara không có năng lực thực chiến nhưng bù lại có cái năng lực dự đoán tương lai cộng thêm thay đổi kết quả theo suy nghĩ của mình khá chất. Nhờ vào năng lực có một không hai đó thánh dễ dàng né đòn từ đám bạn học của mình mà đi tới cánh cửa dẫn tới tầng 7. Cùng lúc đó trên cuối sách đặc biệt thông báo cho cậu ta tin tức Takatu Daimo và David sắp đi qua từ cánh cửa này. U là trời như vậy chỉ cầm cậu ta đứng chờ sẵn ở đây sau đó ra tay đánh úp liền một công đôi việc xử lý một phát được hẳn hai con mồi con nghè. Thế nhưng khi nhìn xuống cuốn sách nó không đề cập tới cái chết của ba người kia thay vào đó lại là thông báo về việc chính cậu ta mới chết bất đắc kỳ tử trong vòng vài giây nữa. Quá ư hoảng loạn Anhara liên tục thay đổi cho bản thân một cái kết đẹp hơn cơ mà số trời đã định khi lọt vào tầm ngắm của tử thần Takatu thì hết cứu nha bé cánh cửa vừa mở câu chết đi của anh vang lên sử ngay thằng bé đi gặp các cụ của mình demo hoảng hốt bởi sao anh có thể giết bạn học cùng lớp một cách tỉnh bơ như tờ vậy chứ nó có sắc khí mày cho nó sống nó giết mày chắc ở trong rừng vì không bị hệ thống kích thích nên tomochika không bị cuốn vào trận chiến đẫm máu cùng mấy khứa bạn chồng yêu kêu cô hãy tìm chỗ núp trước có khó khăn gì cứ alo cho anh nên cô chọn cách ám binh bất động ôm cây đợi chồng yêu quay về bảo kê tại một nơi khá trong bãi chiến trường cô bạn nữ thần mây giấu nghề giống mấy khứa trước đó đang ung dung tự tại với hai bé mèo của mình bất thình lình một kẻ có khả năng dịch chuyển các công trình ra tay đánh lén khiến nhỏ bị đè bẹp dí tuy nhiên người ta giấu nghề đó ông nội sao có thể dễ chết như thế có thủ tất báo nhỏ chạy tới chỗ hai tên hung thủ làm chuyện xấu xong tính phủi đít bỏ đi như chưa có chuyện gì chào hỏi đôi chút biết mình đã quá khinh địch tên tóc vàng đứng bên cạnh liền dội thẳng lên đầu mây một dòng dung nham sôi sùng sục nhưng chẳng hề khiến nhỏ xi si nhê quay trở lại vài ngày trước lúc nhỏ đang tung tăng tới trường đột nhiên có hai con mèo thanh tinh đang combat nảy lửa trên đường phố do cái số đen tận mạng nhỏ vừa đi tới đã trúng ngay một trưởng của bọn nó đắp chiếu tại chỗ tuy nhiên do lũ mèo cảm thấy có lỗi liền dùng sức mạnh hồi sinh con mắm này và ban cho nhỏ sức mạnh nữ thần dịch chuyển tới đây góp vui cùng tụi bạn cái năng lực chỉ giết được quái vật là do nhỏ xạo ke giấu nghề đó một đấm chết luôn nổ banh xác mới là năng lực thật của nhỏ nhìn cái nét mặt của bọn tự tin thái quá sau khi gặp phải đối thủ nặng ký hơn mình liền bày ra bộ mặt tuyệt vọng nó mới thích thú dã man ngay tức khắc hai tên không biết lượng sức cứ thế bị mây đấm cho phát nổ ngay tại chỗ vừa hay nhận được thông tin khứa mập vừa tham gia vào cuộc chiến đẫm máu mây vui vẻ chạy tới đó xử thánh luôn tên mập vừa nhìn thấy mây ánh mắt liền ngập tràn dục vọng thì cô lộ rõ vẻ kinh tởm cộng chán ghét mây tính ra tay móc đôi con ngươi dâm dục của cô cậu ra nhưng đã bị nhát đấm do vợ yêu dạy cho phòng thân của thánh chặn lại sau khi lãnh đủ nhát đấm của thánh thay cho mây bạch miêu chính thức bị cho đi xào rau má chứng kiến cái chết của người bạn thân mây tính kích hoạt tia lét báo thủ rửa hận nhưng chưa đầy một giây con tiểu hắc mau cứ thế bị anh tiễn đi gặp bạch miêu mất hết năng lực chiến đấu vì hai bé mèo đã hẹo mây hoảng sợ tốt độ trước ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của khứa mập lập tức đứng dậy ba chân bốn cẳng bỏ chạy phía bên kia akaia đến giờ báo thủ lại ngoi lên solo với kẹo đồng của một cô bạn có sở trường về bắn súng cả hai đang chiến đấu vô cùng kịch liệt súng đạn nhả ra tạo nên vô số những làn khói ô nhiễm dày đặc chẳng khác gì bãi chiến trường của một cuộc chiến tranh tàn khốc ở chỗ tomochika có vô số linh hồn đột nhiên vây quanh cô hóa ra những chiêu trò này đều do nhỉ bạn thân thân ai nấy lo mochi của nhỏ ra tay nó vừa xử lý xong sèng một nhỉ bạn khác rồi bây giờ tới lượt sờ gái chị đẹp nhà ta. Thấy cô có một hồn ma đi theo bảo vệ con nhỏ liền flex ngay chiếc hồn ma ngoan sinh yêu của mình ra so sánh với hồn ma bà cô. Tomochika nhìn thấy ma ham cũng là hồn ma cơ mà bà cô nhà cô trông lạ lắm. Bà cô thấy vậy thì tức lắm tuy nhiên dù nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn bà có thừa nhé. Khi solo một một bà chắc chắn xử đẹp con mụ nữ thần chỉ được cái vẻ bề ngoài kia. Tuy nhiên Tomochika đã đánh giá thấp con bạn khốn nạn kia của mình ả à ta có khả năng triệu hồi linh hồn nên đã cướp ngay bà cô nhập thể vào mình có được sức mạnh các linh hồn bảo vệ sức mạnh của mochi cứ thế tăng vọt tấn công áp đảo chị đẹp nhà át chưa hết do bộ quần áo bảo hộ của cô do bà cô thiết kế nên ả à mochi đã điều khiển bà cô tước đoạt lại nó khiến anh em nhờ vậy mới được hưởng phờ di một pha mãn nhãn tuyệt vời đúng lúc đó takatu cùng hai khứa kia đi tới anh ngay lập tức vả vào, vào mắt thằng mập cho hết đường sơ muối vợ anh tiếp theo anh cởi áo khoác ngoài phủ lên người vợ dám ra tay ức hiếp vợ anh con mắm này cần cho đi niệm ngay mới có thể dập tắt cơn lửa giận bập bùng trong lòng anh dai ở một địa điểm khác otori đang cùng các bạn học khác lập tim xử lý con ả cầm quyền sora vì hiện tại ả đã giết nhiều các bạn học nhất tuy nhiên vì có năng lực tạo lưu lượng fan dom cực lớn ả ta liền biến đám fan trung thành thành những quả bom hẹn giờ liền dễ dàng giết chết những tên không biết lượng sức muốn lấy mạng ả thế nhưng ngay khi tưởng mình gần như ao trình tất cả thì cái thứ nhất nhất của mana đã mò tới tận đây nuốt chọn sora làm bữa tối của ả Tình thế cấp bách, tên cố vấn Otori đành lôi ra con át chủ bài là đôi cánh thiên thần tẩu thoát bằng đường hàng không. Đối diện với đấng toàn năng Mochi bắt đầu cảm thấy sợ hãi thì đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu thao túng ả ta hãy về với đội của mình, vứt bỏ bà cô hồn ma không chút thương tiếc ả ta trao hiến cơ thể cho giọng nói đó để nó ban sức mạnh vào cơ thể mình. Dòng năng lực chảy qua khiến ả có cảm giác vô cùng sung sướng, tuy nhiên chưa kịp tận hưởng thêm liền bị anh xử cả Mochi lẫn cái thứ năng lực ác linh tỏ vẻ ngầu lòi kia. Tới chỗ Ryoko cùng Carol Tomochika rất mừng vì họ vẫn bình an vô sự đột nhiên từ trên cao một nguồn ma lực khổng lồ ập tới khiến anh chỉ kịp kêu cả bọn nấp sau lưng mình rồi một cú nổ kinh thiên động địa xảy ra cứ thế hủy diệt sạch sẽ toàn bộ mọi thứ trước cú nổ khinh thiên động địa may mắn thay do takatu nhanh tay lẹ bước kịp thời tạo lớp chắn bảo vệ mới thành công giúp mọi người bảo toàn tính mạng theo như anh xác định nguyên nhân của vụ nổ chính xác tới từ bom cảm tử nó phát nổ xong đã thổi tung mọi thứ bằng sức nóng và áp lực còn phát tán cả những thiết bị vĩ mô sau cú nổ ngoài nhóm hảo nhân của mên sống sót còn có ả bất lương ayaka sống dai như đỉa đói đang bị hỏng hóc trầm trọng hiện tại con ả này đã mất đi nhân tính bị thù hận che mờ con ngươi vì một lòng báo thù nhanh nhất ả sẵn sàng chấp nhận việc biến thành con rồng giống cãi để đi quét sạch lũ sâu bọ kia trở thành con rồng xấu xấu bẩn bẩn xì nhưng đổi lại với sức mạnh to lớn nên ả khoái trí lắp phải đập đập ra ai xíu mới chịu cơ với chức năng mới được thêm vào giỏ hàng hệ thống nhắc nhở nhỏ có thể tạo ra nhân bản bằng những cái răng hôi hám của mình Xác định ăn cháo từ đây nhỏ nhả hết sạch bộ nhá luôn được chăm sóc bằng kem soda của mình xuống đất tạo ra một binh đoàn bất lương trông thế nào cũng thấy rõ phèn. Xác định con mồi là nhóm năm đứa hội thánh mê nhỏ điều khiến binh đoàn tiến đến nhằm cho cả bọn đang xuất ở tập cuối này. Tuy nhiên chưa áp sát nổi lại gần hai bước đoàn quân mang sát ý của ả cứ thế bị men cho đi uống canh mạnh bà trên cầu nại hà kiếp sau làm người tốt nhà mấy bé. Chứng kiến quân đoàn của mình lăn ra sùi bọt mép con bé Ayaka hoang mang triệu hồi hệ thống hỏi cho ra nhé. Tuy nhiên sau khi xác định đối thủ là Alpha Omega con quái vật bị phòng thí nghiệm để sống tới đây hệ thống, hoàn toàn khiếp đảm kêu à AAK đừng có nghịch ngu động vào kẻ đó bông bỏ đồ đao lập địa thành Phật nhanh lên. Tuy nhiên ả này chấp niệm chết chóc quá lớn nên nào chịu nghe lời khuya của đứa nào bao giờ đại nghiệp báo thủ trước mắt chỉ còn vài bước nữa liền có thể mở bà ti ăn mừng đừng mơ nhỏ bỏ cuộc. Và cuối cùng kết quả cho kẻ ngu si đần độn nhưng lại cố tỏ ra mình nguy hiểm chính là bị nhà ta cho hẹo ngay khi đại nghiệp báo thủ còn đang giang dở mọi người đi tới xác nhận đâm binh lính đích thị là akaia Tuy nhiên thằng mập nào có quan tâm tới con nhỏ điên rồ đó thánh cầu xin mấy chế mau rời khỏi đây thôi. Mục tiêu của thánh bây giờ phải tới tìm mụ hiền giả sai hỏi cho ra nhẽ cách thức trở về thế giới thực. Ai ngờ còn chưa mất công tìm kiếm con bé ngoan ngoãn đã tự tìm tới nộp mạng cho thánh mên. Vì chưa gặp Sion bao giờ nên Takatu đành xác nhận lại cho chắc hướng về phía à hỏi lớn ê mụ có phải sai không làm thằng mập nghe mà hãi toát mồ hôi hột sợ thánh cứ thế rén rùn thanh niên thấy con nhỏ này bắt đầu ba hoa trích trẻ cho việc giới thiệu info dườm già takatu nào có kiên nhẫn nghe à nói nhảm lập tức giết chết chân trái của à cái chiêu thức giữ lại mạng sống cho kẻ thù này anh tập lâu lắm mới làm được đó anh phải hỏi nhanh thôi không kẻo lỡ giết à thì chết toi đơn giản thôi là người triệu tập cả đám tới đây anh muốn à cho mình biết cách trở về nhà mặc dù đã có chút run sợ trước mặt thanh niên khó nắm bắt này nhưng với cái bản chất cao cao tại thượng à nào thèm trả lời anh mà thay vào đó liền muốn ra tay với anh ở cự ly gần tuy nhiên đòn của ả à mới nhóm lên đã bị ý thức của anh hủy diệt nhanh chóng mà chẳng hiểu tại sao hết cách anh đành phế luôn bàn tay không an phận của nhỏ sau đó đe dọa nếu ả à không chịu phun ra anh sẽ giết dần dần từng bộ phận trên người khiến ả à thấu chịu nỗi đau chết chóc trên từng thớ thịt nhận ra mình vừa đụng độ một tên khó chơi ả à lập tức dịch chuyển về lâu đài chữa trị bàn tay phế vật vừa bị anh ấn nút tự hủy của mình cứ nghĩa đã thoát khỏi sự khống chế của thanh niên nhưng mà điếu phải nhé chỉ cần dính đòn của anh dù ả à có xuống địa ngục cũng bị giày vò sống không bằng chết lần lượt tứ chi của ả à theo đó bị phế cho tới khi kẻ cận vệ Yuichi đi vào cũng lây ngay số phận bi thảm của ả. À. Vì anh chàng Yuichi đó sai chấp nhận quay trở lại chỗ Takatu cầu xin anh hãy tha và cứu lấy Yuichi. Bây giờ Takatu cũng nói rõ ràng lại một lần mình chỉ muốn nói chuyện chứ không có ý sát nhân nên mong ả à hợp tác. Hơn nữa dù ả à chạy tới đâu anh cũng có thể thông qua phát giác và giết những thứ thông qua mắt cô nhìn thấy chứng kiến mên nói cái sức mạnh diệt vong ấy với giọng điệu nhẹ như bông tất cả mọi người ở đấy dù là đồng bọn cũng chợt cảm thấy kz mà run để trở về thế giới cũ cần có sợi liên kết giữa hai thế giới tuy nhiên hiện tại đám anh không có dây liên kết đó vì nó sẽ chế ngự sức mạnh của anh kìm hãm nó không thể phát huy tối đa năng lực có một cách khác có thể trở về chính là ghi nhớ cái tọa độ dài hơn vạn lý trường thành trên màn hình hệ thống của nhỏ kế tiếp sức mạnh chính kèm theo chính là viên đá hiền giả nhỏ lúc nào cũng mang đen dấu ở chỗ hai quả bưởi tháo nó xuống đưa cho anh chỉ cần thu thập đủ mỗi người một viên liềm có thể quay trở về thực tại chợt nhớ tới đám đám hiền giả đợt trước bị mình cho đi lãnh cơm hộp thanh niên tính dịch chuyển về đó lụng phờ di tuy nhiên sai đã bon nớt thêm đá chỉ có tác dụng khi hiền giả còn sống chết đi rồi đồng nghĩa với việc trở thành phế vật như đã hứa chỉ cần khai ra toàn bộ anh sẽ tha cho nhỏ nên đám takatu nhanh chóng rời đi nghĩ cách tuy nhiên vào lúc sai tính chạy về chữa trị cho anh crass ở nhà thì bất ngờ những bàn tay ma mị của ả à mana cứ thế ngoi lên chế ngự cô rất nhanh Saiyan có thể xác định ả chính là ma thần thoát ra từ phong ấn. Đâu có thời gian dây dưa với con mụ này Saien cắt lìa một chân tính dịch chuyển tức thời nhưng không may năng lực của cô đã bị ả hạn chế. Cứ như vậy Saien được Takatu tha cho một mạng nhưng lại trở thành bữa tiệc khai vị cho ả ma thần hiến tế anh trai. Tại kinh đô đám robot xâm thực cứ thế lao tới phá hủy mọi thứ. Hơn thế ở phía dưới còn có cả những chất nhầy nhụ của ả mana đang bao trùm lấy tất cả vừa là hoàng tử của kinh đô vừa là kiếm thánh của nhân loại rick không thể bỏ chạy vào thời khắc mấu chốt này cậu phóng một đòn bằng thánh kiếm phát tan một lớp rớt của ả mana nhưng rất nhanh sau đó nó liền hình thành trở lại cùng lúc đó đám takatu di chuyển tới hoàng cung phát hiện thằng cha tổng giám mục đang hết lời khen ngợi chào đón ả mana giáng thế chỉ vì khứa này lỡ nổi sát ý khi nhìn thấy cả đám liền phải hẹo ngay biết họa từ mình mà ra Thằng mập sợ hãi ngã nhào ra đất kể ra mọi sự việc mình bị cưỡng ép phá giải phong ấn nên mới để sổng con ả ma thần khiến nó tung hoành ngang ngược như thế. Đúng lúc đó ma thần đánh hơi thấy mùi hôi nách của thằng mập lập tức mò tới muốn hắn dẫn mình tới gặp kẻ thù đã giết anh mình. Đây thưa chúa cái tay nó chỉ thẳng vào mặt anh có đáng phế không kia chứ, chắc để cho trùng cuối nói thêm bất kỳ câu thoại dư thừa nào, chết đi. Vâng trùng cuối cứ thế chết theo cách lãng xẹt như vậy đó ạ hiện tại đường bộ đang bị lấp đầy mọi người chỉ còn cách di chuyển bằng đường hàng không đen thay phi thuyền này chỉ chở được tối đa năm người thôi diamond yêu dấu ơ kìa đừng nói vậy mà bé buồn đó vào lúc bế tắc này bà cô hồn ma lên tiếng kêu mấy đứa kia cứ té trước đi bà cùng đôi trẻ sẽ có cách theo sau ngay khi mấy đứa kia bừa cất cánh như chim bà cô hồn ma cứ thế biến hình cho chị đẹp một bộ cách cắt xẻ táo bạo với sức bền bỉ của cánh rơi chỉ cần thành bám chặt còn lâu mới rơi xuống thời tới thời tới thanh niên cao thủ không bằng tranh thủ ôm luôn cái chỗ ấy ấy của con gái nhà người ta nhưng mà khoan dư này sao khi nãy không để Ryuko hoặc Carol ở lại cũng được mà ta liếc ánh mắt ngờ vượt qua bà cô tổ hô 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 bà sẽ không tiết lộ do bà cố ý đẩy thuyền đâu nhóc tuy nhiên nhờ vậy hai thánh đã có cơ hội cọ sát gần nhau hơn lúc hội tụ cùng nhau mọi người mới phát hiện thằng mập tham sống sợ chết kia không biết rơi vãi ở đâu rồi ta tuy nhiên anh cũng không có nghĩa vụ phải đem nó trở về nên kệ nó đi đâu càng tốt đỡ phải đèo bòng thêm Takatu hỏi ý định của mọi người bây giờ như thế nào thì ai nấy cũng đồng loạt cầu xin được đi theo anh tìm cách trở về nhà. Đúng lúc đó lên trong bộ dạng bé Lolita mất trí cùng hai chị em Theodicia đã tìm được anh. Thực ra liền tới để đưa cho anh viên đá hiền giả của mình, vừa hay chưa có phương tiện di chuyển nên cả đám đành quá giang xe của lên luôn. Trên xe do buồn ngủ díp cả mắt thánh liền lăn ra ngủ say như chết trên đùi của chị đẹp trong mơ thánh tiếp tục mơ về những lời dạy bảo của chị akasa trong cách trở thành một người tốt bất giác cứ thế mỉm cười ra mặt xong còn vô tình đặt lên đùi chị đẹp một nụ hôn đầy âm muội khiến dàn harem ngồi đối diện ghen tị tức muốn nổ đom đóm mắt và phân cảnh này cũng chính thức khép lại phần phim ngày hôm nay của chúng ta rồi nếu mấy thánh muốn biết hành trình tìm kiếm đá hiền giả có thể khiến cả đội trở về nhà được hay không thì phải lót dép ngồi hóng phần 2 cùng tôi thôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mấy khứa ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye!